Trời ơi, cái này đẹp lắm trời ơi. Ủa, hồi trưa nay chị Trương Thanh Mai chưa có mua cái này hả? Đẹp lắm. Trời ơi, cái con body này hơi bị hot luôn. Em bán đây còn được có 2 cái kìa, 3 cái kìa. Còn 2 cái hồng với 1 cái xám là em hết luôn rồi đó. Đây em xách sơ mi trắng, váy hồi trưa đi Trang. Xét trắng váy hồi trưa. Trời ơi, tới hồi trưa luôn á mày ơi. Mày nhắc giùm chế ăn xíu nữa được không? Mày gọi ý một xíu rồi được nữa không cân? Trời ơi, chế like hồi trưa nay 1001 cái xếp trắng luôn. Cưng giống đánh đố chị quá à. Rồi nè mấy chị, này được đây được 1, 2, 3, 4 luôn. 49.000 chút lẻ liền, áo tập 40-58kg chị ơi. Rồi áo hóp luôn, áo này ngày hôm qua khách hỏi quá trời. Chốt quá trời không có hàng bán luôn. Còn sập 49.000. Áo tay ngắn còn sập hết. Còn set không trang còn mây ơi. Trời ơi má ơi, khỏi nó nhiều luôn. Còn đây 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái. Mấy chị này tại mua có một sản phẩm nên không có đi đơn được. Áo sọc chưa em inbox kêu chị. Kêu chị để. Áo sọc chưa em inbox, trời không nhớ được bé Phương Lan mẫu nào nha. Phương Lan ơi, em chốt trên đây luôn đi. Viền đỏ chứ nhà Phương, áo tay ngắn có sọc đỏ. À rồi em lấy cái mẫu đó đúng không? Xét áo trắng quần chân váy xám đúng không? Ok luôn, da hân Bùi Ngọc. Lấy áo phát ra màu lạ luôn cho Lê Trang. Đơn em đi chưa chị, mẫu nào ta? Xuân Kim anh em gọi điện chút đơn luôn. Mấy chị kêu đi rồi là đi rồi mấy chị ơi. Áo sọc cho Kim Huệ. Sọc đẹp lắm mọi người, có 49.000 cái nha mấy chị. Hôm qua em like cái mẫu này là khách vô chút rầm rầm đẹp lắm luôn. Hỏi quá trời hỏi em giờ hiện tại em không có hàng luôn á. Em không có hàng để em nhập về em bán cho mấy bà á. Chúng gì hết trơn, đẹp cực kỳ luôn này. Còn 3 cái, sọc cho em nha. 40-58 cái giờ lại mặt đẹp. Phương Lan áo sọc 2 cái. Chị nào á, mình chốt trên like rồi á, mà vô trong tin nhắn mình lỡ có dặn mà bên em chưa ok, mấy chị vô mấy chị giờ nhắn tin thêm một cái nữa là em chốt trên like rồi nha, để bên em khỏi soạn nữa. Các em xét cho em đủ đơn đi chị. Ok, giờ cho chị lên cái bộ ngố này xong rồi lại nha. Ok, chị lên cái ngố này cho khách cái đàn hàng lại nhé. Ngố này rẻ đẹp luôn, 69.000. Áo sọc còn 1. Áo sọc đang mặc còn 1 cái, tức ghê anh ơi. Hôm qua không có hàng bán á. Bởi vậy hả? Mấy bà mua có 1 cái một mỗi bà. Không chịu lựa thêm. Biết đường sao mà mò luôn á. Rồi chốt giùm em luôn. Xét ngố màu nổi. Cái con ngố này là em bán không biết bao nhiêu bộ luôn á mấy chị. Rồi 69.000 bộ thôi nha mấy chị nha. Bộ em chốt đơn thứ 6 em nói lựa thêm tới giờ á chị. Không vậy là đi rồi đó cân. Thứ 6 là tới đi rồi đó cân. Xuân Kim. Tại vì bên chị á là khi mà mấy chị nói là lựa thêm là em sẽ giữ cho mấy chị thêm một tối hôm đó. Nếu mấy chị không lựa là sáng mai đi luôn. Rồi cũng nhiều người vô chốt cái ừ chốt con cái một mà đi gì đó rồi mệt lắm. Mà có 49.000 giờ không lẽ gửi với bà. Rồi em có màu hồng nè, màu xanh với lại màu cam luôn. Bộ này siêu xinh luôn. Rồi ok. Rồi Nhã Phương chị bỏ liền cho em rồi Nhã Phương ơi. Xét sơ mi cho Nhã Phương. Nó còn cái xét sơ mi anh, xét xét Adidas anh. Lộn xét học sinh á, phải nó còn xét học sinh á. Vậy nó có lấy không? Là sao? Người ta không có nói gì không vậy? Ừ.
lùng nè, ba nè, ngó lấy hồng với lấy đen, ngọc phương hai bộ nè. Rồi hôm qua đúng rồi, bà bị ngạn, mới xả tức thì luôn á, mới xả cái đợt luôn á. Bà lấy màu hồng hay là màu màu đen đúng không? Bây giờ nè, đây nè, xong còn một mấy chứ ơi, xong hết luôn hả? Xong hết luôn rồi, lên ngó mấy chế, lên ngó xem, lên bộ tiếp cho nha. Em lên cho bà chế bộ vải, trời giờ này ít người quá. Rồi bà bị nghẹn, bà hôm qua bà lấy áo nhăn màu gì vậy? Hôm qua bà lấy mẫu nhăn màu gì để biết đường soạn lại cho bà nè. Trời ơi nguyên một ngày mà bà bị nghẹn không có xả nha, khách quen có xả cho bà bị nghẹn ơi. Bị nghẹn dồn đơn hôm nay cho chế còn không có xả nha chế. Rồi màu xanh bơ nè. À không có xả đâu chị, chứ lại khách quen á, mua hàng em nhiều lần rồi, mua một cái em vận dụ cho mấy bà hai ba like luôn á. Mấy chị á, mấy chị mà mua một cái em vận dụ cho mấy chị hai ba like luôn á, thiệt luôn á. Hả? Dạ Phương là cái bộ học sinh á, bộ học sinh chân váy xám á. Bộ lấy ba cái áo, lấy hai cái áo khoác cho con Huyền, con Thu Huyền chưa? Không phải cái áo nón ở đâu, cái áo với cổ bấm á, với lại màu hồng dưới á, là hai màu á, không phải cái đó luôn. Đúng rồi, chứ cái hả, cái đen này nè, cái đen này nè, cái đen nằm ngoài ngoài đây nè, đen dưới á, đen dưới cùng á, đúng rồi, đen ở đó, đúng rồi, không phải Thu Huyền, Ly Hương, còn lại không của ai hết. Rồi em còn xanh mấy chị ơi, xanh hồng với lại cam nha mọi người nha, đẹp lắm luôn á, xanh hồng trắng, xanh hồng cam gì cũng được luôn. 59.000 set học sinh. Em nói cái quần này
vậy là siêu đẹp luôn. Tay phòng kem nha mọi người nha, 99 ngàn. Hàng vét luôn á mấy chị, bán có 99 ngàn bộ à. Quá rẻ quá đẹp luôn mọi người. Trời ơi là trời, xuất sắc luôn. Hai màu đen và nu, đen và nu nha. Bộ đang mang thì 69 ngàn bộ thôi. Ai lấy bộ 69 thì bộ 69 giùm em luôn. Rồi 40-60kg là mình mang vừa giúp em set này luôn ha. Đó, có túi giùm em luôn nha mọi người. Rồi set bao hóp luôn, hàng vest giùm em mấy chị ơi. Tí nữa tổng đơn giùm em nha chị ơi, ok ok. Lát like xong tổng đơn cho bà ơi. Rồi em còn đen với nu. Đen nu hai màu chứ, đen nu hai màu. Xuất sắc luôn. 40-60kg giùm em luôn. Có 99 ngàn bộ thôi nha mấy bạn. Hàng này 99 ngàn. Cân lắm mấy chị ơi. Rồi em còn bộ thể thao mẫu kia này dễ thương nè. Bao rẻ luôn, 89 ngàn bộ thể thao Burberry. Thể thao Burberry 89 ngàn. Một cái áo thun ba lỗ nha mấy chế. Xong chưa? Rồi thêm một cái quần Burberry nữa. Thể thao 89 ngàn. Màu sạch, màu nâu. Với lại màu trắng nè mấy chế. Quần đẹp lắm mọi người ơi. Rồi màu đen nha mấy chế. Màu trắng nè, áo trắng quần Burberry nè. Đó. Rồi áo đen quần xám luôn. Bữa em chốt cho một bộ bận với màu khác nữa cho chị xem thử là sao chứ ơi. Là sao chị? Tâm Lê chị comment gì em không hiểu chứ ơi. Màu đen là quần màu đen nè. Đó 89 ngàn bộ nha mấy bà. Hàng này thì bao dễ thương luôn á trời. Bộ thể thao nha mấy chị nha, xinh lắm luôn, có 89 nghìn nè mấy chị. Áo nè, quần nè. Đây nè bà ơi, nè quần nè dài nha. Cái này là quần dán quần tây nha, không phải quần ống rộng đâu. Quần ống ôm, dán quần tây ôm. Quần kaki, quần chất kaki nha mấy bà. Lấy cho em họa tiết 49 luôn. Thanh Hiền. Họa tiết 49 ngàn, có luôn. Quần là chất kaki luôn, đẹp lắm. 89 ngàn bộ mấy chị. Sang xịn mịn. Xét đủ cho nhỏ lùn. Đen em hết luôn Bảo Ngọc ơi. Rồi mình chậm một nút nhạc rồi. Bây giờ em còn nu với trắng. 89 ngàn à trời. Rút nó xinh xỉu luôn á. Áo họa tiết đen trắng hai màu. Đã ăn gì anh? Mẹ nấu gì vậy? Hả? Ăn gì? Hai vợ chồng mình kỳ quá. Hai chồng mình mất dạy quá. Bộ ngố hồng là cái gì? Lấy bộ ngố hồng đúng không chế? Rồi cuối cùng lấy một bộ ngố hồng đúng không? 69 ngàn phải không? Cái mua đơn cho 75 ngàn giùm em nha. Gia Hân Bùi Ngọc lấy nu 89. Nu 89 với Gia Hân Bùi Ngọc. Rồi còn trắng với nu. Tâm Lê lên thông tin giùm em luôn nha chị. Lên tín hội giùm em đi chứ. Ngày mai bên em. Ôi chị này chị mua đơn 75 nghìn thì bên em sẽ gọi điện chốt đơn cho chị nha. Ok la không? Bộ này đẹp lắm luôn á trời. Công mặt lên mới còn mấy bộ hết hàng rồi. Xinh xỉu luôn. Hôm nay là thứ tư à. Rồi tiếp qua mẫu cho em nè. Lên cái gì đây ta? Lên cho bà gái một cái hộ nhiều hàng. À lên xích rút. Ok không? Nô 89 cho Bích Ly, Bích Liễu. Trời em mặc thử cho mấy chế coi chứ đẹp quá trời luôn á. Em
mặt thử cho mấy chế coi, cho mấy chế không ghiền nó thôi luôn trời. Rẻ mà đẹp quá trời. Nè quần của nó nè mọi người, hơi bị lưng hơi bị cao luôn nha mấy bà. Xinh lắm luôn nè. Cái này là dán quần tay mấy chị, đằng trước lên lưng bạn, đằng sau lên lưng chun giùm em luôn nè. Đó, trời ơi. Vải đẹp nha, vải đúng co giãn luôn á. Bộ hồng 59 là bộ hồng mô nào vậy? Bộ hồng làm việc bộ hồng 59 ngàn nào ta? Bích liễu lấy màu nu. Cái này mấy chị về mấy chị cách khuy ra cho nó mới nha mấy chị. Mình cách khuy ra cho nó mới nha mấy bà nha. Thanh thảo xích nu. Rồi em còn trắng mấy chị ơi. Rồi em còn trắng mà mấy bà ơi. Nu em hết luôn chị Mai Tâm, em còn trắng chị. 89 ngàn em còn trắng. Dương Thanh Mai bữa hôm chị Dương Thanh Mai có bộ này rồi thì phải. Bữa hôm em nhớ chị lấy màu đen hay sao. Dạ vừa chị ơi. 1m52, 52 cân mặc thoải mái đi chị. Được. Tại vì cái này nó làm lưng chuông cho mấy chị mà. Em còn màu trắng. Mẹ nó lên lưng chuông cho mấy chị nè. Em này 50kg nè. Đó thấy không, còn coi vậy thoải mái luôn. Quần đẹp lắm mấy chị, có túi luôn. Sang phụ mận quá trời luôn ha. Còn màu trắng mấy chị lấy trắng giùm em đi. Chẳng em còn được hai bộ. Cái này nó là cái quần của nó lên cái cho mấy chị là nó dán quần tay chứ nó không phải là quần baggy đâu. Xinh lắm luôn nè mấy bà. Về gài nút giùm em nha. Cái này nó dán quần tay nên em có rạch mấy chị. Mấy chị về mấy chị tự rạch giúp em nha. Rồi em còn màu trắng là em hết luôn. Còn hai bộ trắng cuối luôn, 89 ngàn. Quần này chất kaki mịn luôn nè. Hết quần nâu rồi chị. Sạch xanh xanh luôn rồi. Xếp rút cho mấy chị á nè. Xếp rút này sao cho mấy chị 99 ngàn một bộ thôi nha. Dạ bộ hồi nãy là 69 ngàn chị ơi, chứ mày 99 ngàn chứ mày 59 đâu chị. Em lên màu xám đen nha. Công nhận hôm nay đồ về đẹp ghê đúng không trời. Đỉnh 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 không. Biết ngày mai còn mẫu đỉnh để nào mà lên cho mấy chị nữa đây nè. Set này sale 99 ngàn các bà luôn. Set này sale 99 là rẻ hơn sỉ luôn á. Cái này xe 99 ngàn là rẻ hơn sỉ luôn. Trắng chị Mai Tâm. Bộ cầu vòng em còn chị Mai Phương. Xe này xe 99 là rẻ hơn sỉ nha mấy chị. Cầu vòng á hả? Cầu vòng em còn nè, còn đủ màu luôn. Lấy màu gì bà ơi? Rồi xếp. Hàng này chất clip loại 1 hết toàn bộ nha mấy chị nha. 99 ngàn. Còn xám, còn hồng, còn nu. Có lộn. Còn xám đen, xám trắng với hồng mới coi. Ủa chị mặc cho bé Phương nè. Đây đợt này về lại em. Đợt này là sale này là sale băng nóc luôn. Tại còn mấy bộ sale cho nó hết. Hả? Cái gì? Trắng này nè. Trắng quần Burberry á. Em lấy xanh cho Mai Phương. Đẹp lắm luôn á chị, em nói thiệt cái đợt này là bán mới là rẻ không sỉ luôn, lại tại còn mấy bộ sale cho nó hết, để trong góc bữa giờ. Chị có chân váy rút hay quần rút không chị? Còn chân váy rút 2-3 cái nè. Chân váy rút hồi sớm chị soạn đây còn 2-3 cái nè, lấy gì lát chị soạn cho. Còn 2-3 cái quần rút á. Rồi bộ này em còn được 2 màu à, rồi còn 2 màu xám trắng. Hết hồng luôn rồi nha, hết hồng luôn rồi. Chị Loan chờ mà chị lấy rút màu xám đậm với xám nhạt chị. Xám đậm với xám nhạt báo em nha. Bộ này bán không lời thiệt mà. Dễ thương lắm mấy chị nè. Rồi cho mấy rút bu rít phải không chị? Đúng rồi, cái mà chị hay bán á. Chị Loan chồng lấy đậm nha. Chị Loan chồng em qua cái đậm cho chị nha. Rồi còn màu đậm màu nhạt mấy chị ơi. Bộ này đẹp lắm luôn. 89 ngàn sale rẻ chị em mình mang thôi. Cực kỳ đẹp luôn nè. Xám đậm cho chị Nguyễn Thị Phước Lộc. Rồi còn xám nhạt.
À lên sắm nhạc, chốt sắm nhạc nè, kèm em xứng hỏi luôn. Hết rồi My ơi, còn sắm đặng mà My ơi. Quần
thường nha mấy bà chế ơi, cái này phải đầm đâu. Đầm hình như hết rồi, đầm rồi. Cái này mấy chế bận hoài luôn. Hàng nhân này là mặt xuống cực kỳ luôn á trời. Rồi nhân này còn hai nhân nè. Nu với hồng. Nè những cái phơm quần người ta làm nè. Hơi bị đẹp luôn nha mấy bà. Phơm xịn mịn luôn, còn nu với hồng hai bộ giùm em luôn. Ủa nó nổi đường chỉ thì nó may lại đi anh. Nó lộ đường chỉ mà. My có lấy bộ này không vậy My ơi? Rồi em lên rút cái này em nghỉ chơi. Mệt quá mệt rồi. Rồi đập body. Form chữ A còn một cái xe cho bà gái 99 ngàn luôn. Phải nhăn cho em. Body 2 giây. Phải nhăn. Xe cho mấy chị đẹp của mình luôn. Giá nhiêu đây trời? 79 ngàn body nhăn. Body nhăn màu bơ nha. Body nhăn màu bơ 79 ngàn. My có lấy em được biết đường chừa nè. Rồi nghỉ nè. Đó, phải bà ơi. Bên em chốt cho chị hai like liên tục đó mấy chị. Mình không chịu chốt là bên em tự động đi đơn nha. Mấy chị nào anh em mới hôm nay mới có một like thì ngày mai mình sẽ được chịu đơn thêm một lần nữa. Nếu mình không tự đi chốt đơn thì bên em sẽ tự xả đơn. Đó, tự đi đơn nha mọi người. Bye bye mấy chị. Hello mấy chị. Mình chị em mình lại gặp nhau ha. Em lên riêng cho mấy chị nè. Hồi sáng mình lên đón thun rồi, bây giờ phải lên riêng đúng không? Phải lên riêng cho mấy chị phối áo ha. Em sẽ lên riêng hôm nay là hôm qua là có riêng nhiều riêng đẹp lắm nha. Riêng tôm mì, riêng lửng, rồi riêng sọt, riêng sọt và riêng dài luôn. Quần dài giá 200, quần sọt giá 140 ha. Quần sọt giá 140. Chị nào thích chốt sọt ha, chị nào thích dài chốt dài, chị nào thích sọt chốt sọt cho em. Quần sọc giá là 140 ngàn. Quần dài giá là 200 ha. Quần dài giá là 200 ngàn nha mấy chị á. Alo. Trời. Alo mấy chị. Lên viên cho mấy chị nha. Trời ơi sếp đang mặt xinh quá. Đây em lên quần sọc và xen kiểu quần dài cho mấy chị luôn. Cái sọt của em bên em giá là 140 ngàn mấy chị nha. Quần sọt giá là 140 ngàn. Sọt rất là xinh luôn nè mấy chị. Sọt tim eo này là mã 27 eo 100. Mã 27 eo 100 nha mấy chị ơi. Mã 27 và eo 100. Chị nào thích chốt liền cho em. 27 eo 100. Đây mấy chị. À cái set ở cái mã này là mã 27 và eo 100 rất là xinh luôn. Mã 27 eo 100. Chị nào thích đúng số eo đúng gu mình thì chốt cho em cái mã này, mã 27 và eo 100 nha. Quần sọt giá 140 nha mấy chị. Quần sọt giá 140. Mã 34. Mã 34 eo 94 nha mấy chị. Mã 34 eo 94. 34 eo 94. Xinh không mấy chị? Mã 34 eo 94 nha mấy chị ơi. Thích chốt liền cho em nha. Lên tiền nha mấy chị. Mấy chị mạnh mạnh tay chia sẻ, mạnh mạnh tay lên cho em nha. Chấm chấm lên cho em nha mấy chị. Chấm chấm tương tác với em nha mấy chị ơi. Alo, alo. Rồi lên tiếp riêng sọt. Sọt này cặp cao nè mấy chị. Mã 42 eo 110. Mã 42 eo 110 nha mấy chị. Không có đất không? Dạ có chị Thơ ơi. Chị đợi một xíu nha chị Thơ. Ha, đây nè. Mã này sẽ là mã 42 eo 110. Mã 42 eo 110 nha mấy chị. Thích thì chốt liền cho em con này. Mã 42 eo 110. Rồi qua. Wow. Không gắt này chị ơi. Không gắt này chị Thư ơi. Mã 206 eo 92. Mã 206 eo 92 nha mấy chị. Cái quần này có 140 ngàn thôi nha mấy chị. Đây là chị Thơ eo chị bao nhiêu chị báo cho em lên em kiếm size ha. Cái này á làm đo size eo cho mấy chị luôn. Mã này là mã 206 eo 92. 206 và eo 92 cho mấy chị nha. Đúng số eo. Chốt liền con này 140 ngàn. Đặt phía sau. Rồi quần sọt này giá 140 và eo 92. Mã con eo 100. Eo 206 mấy chị. Eo 206 không gắt. Không gắt nhiều lắm nha chị ơi. Chị hỏi lại con like giúp em nha. Nè mã 128 eo 116.
coi giảng nha mấy chị nha. Và rất là đẹp luôn. Chị thích sọt hay dài vậy chị Thơ Miu Miu? Sọt, sọt của mình là 1.4 nha. 1.4 thôi, chị nào thích chốt liền cho em sọt 1.4. Trời ơi, nó xinh vô cùng luôn đó mấy chị. Xin của bên em là xin coi giảng nha. Xin coi giảng rất là đẹp luôn. Chốt liền cho em cái mẫu này, mã này là mã 128M116. Sọt hay chị? Sọt rồi, em ơi lại giúp em nha chị ơi. Trong người đó em đang tìm quần nha chị luôn. Em đây mấy chị, đây một con tim không gắt sọt. Eo này sẽ là eo 116, mã 185 eo 116 nha. 185 và eo 116. Tim này là tim cơ bản nha mấy chị, dễ phối rồi sự vô cùng luôn, không có rách là có lực lai nhẹ nha. Mã 185, 185 eo 116 mấy chị. Chốt liền cho em. Rồi mã 128 eo 110. 128 eo 110. Mấy chị chia sẻ mạnh mạnh lên cho em Thi nha. Mạnh mạnh lên. Chấm chấm lên cho em. Những gì chấm thôi cũng được quý vị. Đây xin không. Mã này là mã 128 eo 110 nha mấy chị. Zin sọt 1.4 thôi. Chỉ 1.4 một con zin sọt cực kỳ đẹp ha. Rồi chị đỡ với em tí xíu nha. Đỡ em tí xíu để bạn kiếm cho con sọt. Sọt này rất là bụi nha. Nhìn cá tính lắm nha mấy chị. 113. Mã 113 eo 102. Đây là mã 113 eo 102, xinh luôn mấy chị. Bụi bụi lắm nha, rất là cưng nha, mùi sợ hở tim, tim này lên sáng lắm mấy chị. Mã 113 eo 102, cưng quá. Rồi em lên con sọt này là sọt lấy chị nên mua eo 94 nha. Trời ơi, sơn nè mấy chị, nhìn sơn là đẹp không? Trời ơi, con này bụi lắm luôn nha mấy chị, mua chung với cái áo 100.000. Còn rất là áo 100.000. Không gắt em chăm chị ơi. Đây em có con mỹ tất luôn. Không gắt 140 rồi mấy chị. Chị Thơ mua liền nha. Chị Thơ nên mua liền nha. Con này 140 em chăm nha chị. Vải là coi giảng con này 7 tất nha. Coi giảng đẹp lắm luôn á. Chị Thơ mua liền cho em, chốt em con này đi. Mã này là mã 1 đi mấy chị. Mã 1 em 100. Mã 01 em 100. Chốt liền cho em nha chị Thơ ơi. Con này đẹp nha chị. Xin coi giảng nha, xin coi giảng mở lỡ nữa. Mã 01 eo 100 nha mấy chị ơi. Mã 01 chị chứ. Rồi mã 01 eo 100, chị nào thích chốt liền mã 01 và eo 100. Chốt em có bán cho mấy chị kèm cáo thun 100.000. Chốt mình cho tiền, chị Thơ Miu Miu cảm ơn mấy chị. Đây. Quần không rách một eo 100 nhiều lắm nha chị ơi. Trời ơi, thì cáo thun mình nói chuyện 100.000 à. 100.000 mấy chị tin được không? Bộ này có 204 rồi mấy chị. Bao gồm cái quần và cái áo. Rồi đem bao gồm cái quần cái áo có 204 một set thôi, quá trời rẻ luôn mấy chị. Áo 100.000 chốt em. Áo thun giấy coi giảng thoải mái nha. Và thấm hút mồ hôi vô cùng luôn mấy chị. Thun giấy nha mấy chị, nhìn là xịn lắm. Trời ơi 100.000 nha, 100.000. Em thêm cái quần trăm xinh lắm nè. Eo 100 luôn nha mấy chị ơi. Cái quần cưng quá à. Cái này là mã 02, 02 eo 100. Cái màu đẹp không mấy chị, mấy chị coi cái này nè. Coi cái quần nè, trời in chữ nè. Mã 02 eo 100, 140.000 thôi nha mấy chị ơi. 140 một cái eo 100. Cái mã nó là 59. 02 của chị Văn Thị Nguyễn. 02 mấy chị, 02 đẹp lắm mấy chị nên mua nha mã. Rồi em lên mã 60. Mã 60 eo 102 nha mấy chị. Mã 60 eo 102. Eo từ 100 đến 102 cũng vừa nha mấy chị. Trời ơi mấy chị phối cho em mấy cái áo này đẹp lắm. Đây nè, có những cái áo cho em. Áo có 100.000 cực kỳ nhiều mẫu, nhiều màu đây nè. Trời ơi mấy chị, mua đi còn tiếc gì nữa mấy chị. Mã 60 eo 100 nha mấy chị ơi. Mã 60, chị nào thích chốt mã 60 eo 100 cho em. 100 đến 102 nha mấy chị. Mã 60 và eo 100 ở đâu mà đẹp vậy mấy chị? Mã 02 eo 02 eo 82 đâu, 02 đâu. Vậy không, vậy chị ơi, để eo 82 thì em có thể tìm cho chị nha. Do là nhiều mẫu đó. Mỗi quần đang có một mẫu hay là hai mẫu á chị? Đây nè, con này xinh. Nên là chị ở trong live chị lựa giúp em nha. 100 mã 116 eo 94. Chị là eo 82, để em tìm quần eo 82 em lên đây cho chị coi. Cái mẫu sơn xinh luôn mấy chị, đẹp không, nhìn bụi không, cực kỳ đẹp luôn. Lên áo cho chị, mở cái áo chị. Đây đây nè, giờ rồi hay hoa chúc con Thảo Nguyễn luôn. Vậy em chốt cho chị luôn nha chị. 116 eo 92 94. 116 eo 94 mấy chị, đáng lẽ giờ em phối cho mấy chị.
đây nè, cái màu đẹp ghê không? Áo 100 ngàn. Mấy chị đẹp ơi, mua áo 100 ngàn đi mấy chị. Mấy chị rớt không? Đẹp lắm. Nè, áo không có lỗ. Áo không có lỗ 100 ngàn tâm mì. Trời ơi, nó tiện thò có dây mà mấy chị không mua anh tiếp rồi. Nè, mấy chị nhìn. Đó, đẹp không? Mấy chị nhìn đi. Áo là bụi bặm không? Mặc cái thun ba lỗ tâm mì, trời ơi, xuất sắc. Áo thun 100 ngàn nha mấy chị ơi. Xuất sắc mấy chị. Áo thun 100 và quần này là mã 116L94. 116L94. À, kèm chung là cái 100 ngàn. Xét có 240. Trời ơi, xét 240. Chốt liền cho em xét 240 này nha. 240 ngàn. Rồi, em lên tiếp mã 15L102. Mã 15L102. Thế chốt liền cho em mã 15 và eo 102. 102 kèm. Kèm mã lên chị. Thích chốt liền kèm mã nha. Áo New York. Áo New York 100 ngàn thun ba lỗ. Thun ba lỗ giấy đẹp lắm nha mấy chị quen ba lỗ. Áo ba lỗ từ 60-85kg. 60-85kg mấy chị là thoải mái. 90kg luôn nha mấy chị. Phơm thì phơm rộng thoải mái đẹp lắm. Mấy chị mua cho em đi. Mua ủng hộ cho em nhỏ nó mừng mấy chị. Mã 15. Cái quần là mã 15L102. Kèm cái thun ba lỗ 100 ngàn. Trời ơi, có bộ set cưng quá trời thoải mái buổi chiều hả? Cuối tuần đi cà phê, dạo phố xem phim nha mấy chị nha. Cái áo thun 100 ngàn và cái quần 140. Cái quần sọt này là mã 15L102. Đúng gu, đúng form của mình thì chốt cho em con này mã 15L102. Xin bên em là zin co giãn nha. Cái lưng thun co giãn nhẹ như chị đây nè. Đó, thích chốt cho em con này mã 15L112 nha. Rồi, áo thun ba lỗ này là giá 100 ngàn. Có nhiều mẫu, nhiều kiểu cho mấy chị lựa chọn. Đó, áo tôm mì 100 ngàn rất rất là xinh luôn. Áo tôm mì 100 ngàn. Chốt liền cho em nha. Có áo có tay nha mấy chị. Áo trắng chữ 100 ngàn. Áo trắng chữ thun giấy nha mấy chị. Mấy chị cầm về là mềm mịn, nhẹ, mau khô, thấm hút mồ hôi. 100 ngàn. Áo 100 ngàn. Rồi, mã 209 nha 100. Mã 209 eo 100. 209 và eo 100 cho mấy chị nào thích chốt mã 209 eo 100. Áo thun ba lỗ Gucci. Áo thun ba lỗ Gucci, rồi ơi. Cái quần màu sáng kết hợp với cái áo tối là chịu khổ thôi. Áo lỗ hai cái của chị Hồng My. Dạ, hai cái nào cũng được hả chị ha. Áo tôm mì. Áo tôm mì ha. Lấy chị một cái áo tôm mì và một cái áo Gucci màu này nha. Được không chị Hoàng My, chị báo cho em nha. Cái Gucci xanh này là chị lấy nha. Xinh lắm. Mặc với lại mấy quần sáng đẹp lắm, trắng da lắm ha. Trời ơi, cái quần đẹp quá mấy chị. Mua cho em quần này đi. Kèm với lại cái áo màu tối rất rất là đẹp và sang luôn nha. À, cái quần này là mã nhiêu trời? Mã 209 eo 100. 209 và eo 100. Áo này cho ok chị ha. Đó, xinh lắm sang để em mướn cho mọi người khách thấy. Đó, xinh xuất. Cái màu này mà phải phối cái quần này. Nó là một bộ nha cho mấy chị nha. Eo chị nào 100 chốt cái quần này cho em. Thêm cái áo 100 ngàn. Set có 240. 240, ủa đúng không? Đúng rồi, 140 mấy chị lộn. 140 nha, quần sọt là 140. Quần dài là 200 ngàn. Rồi quần này chị nào eo 100 chốt. Cái quần này đẹp lắm nha mấy chị. Màu sáng, màu xanh đều hợp nha. Đây nè, áo trắng. Áo trắng của chị 100 ngàn. Áo trắng của chị chữ 100 ngàn đó. Mấy chị mặc màu sáng cũng được, hoặc là một áo tối cũng đẹp luôn. Cái quần có dây mà mấy chị không mặc. Sọt này là 100 ngàn, mã 209 ha. Mã 209 100 ngàn, chị Thảo Ly ơi. Chị nếu mà chốt em cái mã 209 em 100. Mã 209 em 100 nha mấy chị ơi. Chị nào chốt, chưa? Áo em đang mặc, áo lộn, áo em đang cầm em hướng đây là áo trắng chữ vàng 100 ngàn. Áo trắng chữ vàng 100 ngàn, có màu nha, nhiều màu lắm mấy chị. Áo thun có 100 ngàn, thun giấy nha. Thun giấy 100 ngàn. Áo trắng của chị Thảo Ly. Rồi ok, 209 chốt chị Thảo Ly nha. Xinh lắm kìa, cưng lắm. Áo Levi nha. Áo Levi. Levi. Áo Levi màu đen chữ xanh. Chốt che màu đen chữ xanh. Rồi 137 mã một. Em lên thêm 137 eo 100. Mã 137 eo 100. Lưng hơi cao nha, hơi bị xinh nha. Đó, ướm ướm vô cho mấy chị coi cái áo nè. Trời ơi, mấy cái áo này mặc cái gì mà không được mấy chị. Mấy chị mặc này được từ giấy chung không? Thêm cái
đây mấy chị đọc đi đọc cùng. Đây đây nè, cái lưng chữ chữ theo là sửng sò mấy chị. Cái mã này đẹp nha, mã này là mã 137 eo 100, một mã 137 và eo 100, sọ chỉ 140 nha mấy chị. Sọ giá chỉ 140.000, 140.000 sọ nha mấy chị ơi. Rồi cái chữ này là hàng Quảng Châu mấy chị, hàng Quảng Châu của bên em cực kỳ sang xịn mịn luôn, giải mịn nha, đẹp bền lắm luôn, không xù lông. Giá áo, áo đen qua cúc 160.000, áo đen qua cúc 160.000. Đây là áo Quảng Châu nha mấy chị, áo Quảng Châu 160 mấy chị nha. Còn cái quần em đang mặc nè, một mã 137 và eo 100, mã 137 eo 100 nha mấy chị ơi. Xinh xinh lắm, chốt liền cho em mã 137 và eo 100 nha. Mã 137 eo 100. Áo đen hôm nay có một cái chị nhiều lắm chị. Đây 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 là chị Lan Anh Ngờ ơi. Ủa chị nhiều lắm. Hoa cúc chị Thảo Ly. Hoa cúc chị Thảo Ly. Mấy chị mua áo này đi em thiệt, xinh thấu dữ lắm. Cái áo này áo đen chữ xanh, áo đen chữ xanh, chị nào thích chốt áo đen chữ xanh cho em. Rồi em lên thêm cái mã, mã 190 eo 105. Mã này là 7 tấc nha mấy chị. Áo này chị Lan Anh Ngờ. Vải nè. Đó. Áo đẹp của chị Lan Anh. Free size nha mấy chị. Mã 190 eo 105. Chị nào thích chốt cho em. Mã em đang cầm cái quần là mã 190 eo 105. Rồi ướm cái áo nè. Ướm cái áo cho mấy chị xem cái form nha. Form đẹp lắm. Rồi. Áo đen chữ xanh. Áo đen chữ xanh, chị nào thích chốt áo đen chữ xanh cho em, giá 160. Chị cầm cáo Quảng Châu mấy chị mê dữ lắm luôn á. Vải đen rất là đẹp. Mã 190. Dạ ok chị em chốt. Đó, cái mã áo đen chữ xanh. Áo đen Gucci xanh lá. Áo đen Gucci xanh lá hơi bị xinh nha mấy chị đẹp. Áo đen Gucci này xinh lắm nha. Phối với áo quần lính nè. Đó. Xanh với xanh đó. Xinh không? À, hơi bị xịn nha. Cái mã lính em đang cầm chưa có đôi. Trời ơi. Thôi kia coi. Đâu, đâu. Đây, đo eo coi mấy chị. Để em đo eo nha mấy chị, đợi em tí xíu. Chị ơi, đẹp lắm mấy chị ơi. Trời ơi, đợi đo nha mấy chị. Chị ơi nha mấy chị, 160.000 nha mấy châu. Đây, eo 100. Mã quần lính này eo 100. Chị nào thích chốt cho em mã 03 eo 100 nha. Mã 03 eo 100. Thêm cái áo Gucci mấy chị, thêm cái áo Gucci này 160. Xinh quá. Đó. Chốt ly cho em ngực. Đậm hơi nhiều chút. Đó, ngang ngược áo hộ chị. Dạ ok chị thấy mã 03 của chị Thảo Ly. Mã 03 chị Thảo Ly, dạ. Quần nó đẹp lắm chị. Chị thấy em đo đẹp không? Em đo ngực đậm xíu đi chị Phi Phạm ơi. Đen 170. Đen 170. Đó, có 2 chữ. Dạ, cái ngực này là tới 2 chữ C đối nhau. 162. 162 chữ của chị á, của chị á. Đây đúng không chị? Dạ. 96. Cái ngực này là tới 100. Rồi 106, chốt cho chị lên anh ngờ nè. Dạ. 120, 106, 122 luôn nha. Cái ngực. 120 nha, ngực ngực là 120 chị Thu Phạm. Áo free size. Như áo em mặc đây cũng là free size nè mấy chị. Đây mấy chị, cái form này từ 60-100kg luôn nha mấy chị. Nó thiệt, form từ 60-100kg là mặc thoải mái cho em, free size 60-100kg. Nam nữ mặc được hết luôn ha. Gái gia đình thì mặc được. Rồi, chị nào thích chốt cho em cái áo này. Cái ngực em đo là 120 nha. Ngực 120 luôn. Từ 60-100kg thích chốt liền cho em cái áo này. Phối quần đi nè. Em lên chị ơi. Em lên mã 53 eo 88. Ủa nãy có chị nào 86 không? Đây, mã 53 eo 88. Chị nào thích chốt cho em mã 53 eo 88 nè. Đó. Chị ơi, đây là cái đây. Hàng Quảng Châu vậy? Không, hàng Quảng Châu nè. Đây, hàng Dior. Thế phối cái quần nè. Xinh quá. Chị, mã 53 và eo 88. Mã 53 eo 88 với quần là quần bụi bụi nha. Thêm cái áo đen chữ hồng nữa, xinh quá. Áo đen chữ hồng này 160 là hàng Quảng Châu. Thêm cái quần là mã 53 eo 88. Chị nào eo 88 đúng gu của mình chốt cho em. Chốt cho chị Hồng, Hồng Thúy Phạm. Hồng Thúy Phạm chữ hồng. Đó, chị ở bên cầm trong bao còn nữa. Đây, chị nào thích chốt cho em mã 53 eo 88. Mã 53 eo 88 cực kỳ xinh. Chị là eo nhỏ nhỏ chốt con này kia xinh lắm.
lắm mấy chị. Áo mới về trời, còn thêm con này nữa nè mấy chị. Thôi xin nha. Bên đây áo nữ, áo nam em lấy rồi á. Mã 100 tuyệt mặt được không mự? Mày nói cái con nữ thì nó ngắn. 186, mã 186 em 92 chị đó. Mã 186 và eo 92. Chị nào thích chốt liền cho em con này. Cái quần này xinh dữ lắm nha mấy chị. Cưng quá. Quá cưng luôn. Mấy chị thấy trời ơi chị là chị trẻ trung dễ thương quá nè mấy chị. Thêm cái áo nè. Cái áo đen. Áo đen gấu vàng. Trời ơi nó cưng nè. Mấy chị tin em đi. Mấy chị mà mua cái quần này. Mấy chị mà mua cái quần này là mê nha. Cái quần này hơi bị xịn sò. Vừa sang vừa đẹp còn bụi bụi nữa. Thôi mấy chị ơi áo này bốc hơi em luôn. Thôi em chốt cả luôn. Đây nè. Đây nè mấy chị. Cưng không? Cái quần này mấy chị em nên mặc nha. Mã đây là mã 186 và eo 92. Cái quần dễ phối đồ mấy chị thấy không, xịn không, cực kỳ xịn luôn. Áo là 160 mấy chị, 160. Áo đen chữ vàng và cái xếp cái mã 186 eo 92. 186 eo 92 chị nào thích chốt liền cho em. Hello chị Vân Anh Nguyễn nha. Cái áo này nam nữ mặc được. Để em mặc được em mấy chị, không ngắn đâu, nam nữ mặc đều hết. Em cao 1m75 nặng 76 chứ nặng nhiêu. Em cao 1m76 nặng 80kg đó. Nam nữ phi size mặc được từ 60 đến 90kg nha mấy chị nha. Cao hình cũng phân động như nhau phải không em? Dạ đúng rồi chị. Dạ, nó cũng đúng rồi chị. Nó cũng tông nó cùng tông nha mấy chị. Đó chị lấy thêm con này đi xin, hoặc là màu chữ áo đen chữ đỏ chữ hồng. Ủa có chữ này nữa là chị Hồng Thúy Phạm ơi, cái chữ này đẹp nè. Cung chị xanh xinh lắm, cái này tới 100kg luôn á. Cái ngực cũng là 120, nãy em ra con này nè. Ngực 120 luôn, thích chốt con này. Bảo đảm chị về cầm 160.000 thôi. Chị bỏ 160.000. Mấy chị mua áo này về mặc cặp chí trong cũng được nha mấy chị. Thiệt, em nói thật, cưng lắm luôn. À, chị nào thích chốt cho em con này giá 160.000. Rồi, chốt cho em 160.000. Áo đẹp lắm mấy chị. Đó áo. Lấy thêm hình gấu. Gấu này ok. Mấy chị tin em mua gấu này, mua áo chữ vàng. Dạ áo chữ vàng. Áo gấu vàng đúng không chị Lan Anh Ngờ ơi? Áo chữ vàng. À đây. Áo chữ vàng đây nè. Áo này là 100.000 nha mấy chị. Dạ áo này 100.000 nha. Em chốt chị Lan Anh Ngờ à. Xong. Thêm cái quần đi mấy chị. Cái quần 100 mã 186 eo 92. Hơi bị mã 186 eo eo 92 nha mấy chị. 186 eo 92. Em nói thiệt nha. Mấy chị cầm không thấy đẹp đâu. Không thấy. Áo gấu vàng đen. À dạ áo gấu vàng đen. Gấu vàng đen đẹp ha mấy chị ha. Thiệt. Nó 160 đẹp lắm. Chị nào chỉ có cái quần này chốt trên cái quần này. Dạ vậy rồi em lấy cái áo gấu vàng đen cho chị rồi nha chị. Đây. Mã 186 eo 92. Và luôn. Mấy quần đẹp rồi. Rồi thêm mã 110. Mã 110 eo 104. Mã 110 eo 104 nha mấy chị. Mấy quần này em chị mua mặc áo sáng xinh luôn. Dạ đúng rồi nha hai chị. Áo của hai chị là hình gấu vàng nha. Áo này hơi bị cưng nha mấy chị. Giá 100 đồng, 100.000. 100.000 thôi. Cái áo cực kỳ xinh. Áo thun ba lỗ và con gấu. Con này gì ạ? Con Mickey. Mickey đi mấy chị. Cưng lắm. Cái mã này là nhìn vậy thôi mấy chị phối thử là hơi bị xịn luôn á. Cái mã quần của em á, chị nào eo 104 chốt liền. Quần chỉ có 104 thôi ha. Mã là 110. Mã 110 mấy chị. Đây nè, hơi bị xịn nha. Nhìn nó không đẹp tí xíu nào nhưng mà mấy chị phối lên đã đẹp. Trời ơi, quần bên em, mấy chị yên tâm đi. Mua về mặc lắm chị mê dữ lắm. Có 104 à, ngồi coi like thôi. Chốt không cần đi đâu xa, không cần ra chợ. Chốt có chứ lùi mệt nha mấy chị nha. Em thử với mấy chị hết luôn rồi. Mã này là mã 110 và eo 104 nha mấy chị nha. Quần 140.000 và cái áo thun ba lỗ này 104. Áo thun ba lỗ 140.000 nha mấy chị nha. 140.000. Ủa áo lỗ không hết rồi. Rồi tiếp nè. Mã 60, 68 và eo 96. Mã 68 và eo 96. Rồi
dây mà khéo. Đây nè, xinh không? Vải phun mịn lắm, không hề xù lông giống chị. 160 ngàn à mấy chị. Mua đi để hối hận hết hàng, hết mẫu của mình hết đi. Đó, chị nào thích chốt cho em áo. Áo này áo hồng nấu xanh, áo hồng con ma xanh. Và thêm một cái mã, mã quần là mã 68 em 96. Mã 68 và eo 96. Mã 68 eo 96 nha mấy chị ơi. Rồi quê quần. Mã 40 eo 92. Mã 40 và eo 92 nha. Mã 40 eo 92, chị nào thích chốt liền cho em mã 40 liền nè. Mã xinh lắm mấy chị ơi, chấm chấm lên cho em đi, chấm chấm chia sẻ lên cho em nha. Em lên áo có 100 ngàn thôi, mấy chị ủng hộ em, chia sẻ lên cho em nha. Mã này là mã 40 và eo 92. Mã 40 và eo 92 nha mấy chị. Mã 40 eo 92. Giá 140 ngàn. 140 ngàn cho một cái quần xịn sò và đẹp vô cùng luôn. Phối áo quần gì mà cũng đẹp mấy chị nha. Mã này mã 40 eo 92. Mã 40 eo 92. Nó chứ một vàng hơi bị chói chang và xinh xắn. Áo này là 140, sale còn 100 nha mấy chị ơi. Trời ơi, áo nó đẹp quá mấy chị ơi. Áo hàng Quảng Châu nha mấy chị. Đây là hàng Quảng Châu em mấy chị. Trời ơi, áo vài chữ là áo chữ đen, trời ơi nó đẹp, mấy chị thấy không? Trời mua ở đây là quá trời tiện luôn, em thử hết cho mấy chị, ướm thẳng hết luôn, đâu cần phải ra chợ kiếm đâu mấy chị. Không cần ra chợ kiếm gì hết trơn á, có sẵn trên live mấy chị. Qua mẫu quần nhanh đi, giá ok chị thôi nha. Mẫu quần này là mẫu 40 eo 92, thích chốt liền cho em mẫu này. Mẫu quần eo mã 40 eo 92. Mã 40 eo 92 nha mấy chị. Rồi mã 41 eo 102. Mã 41 eo 102 nha mấy chị. 41 eo 102 xin nha. Mã 41 eo 102 thích chốt liền cho em mã này, xin quá. Rồi em lên tiếp cái mã 61 eo 88. Mã 61 eo 88 nha mấy chị. 61 eo 88. Ủa chị thơ bao nhiêu? Chị thơ eo bao nhiêu để biết nữa hả? Rồi, mã này là mã 61 eo 88. Mã 61 eo 88 eo 100 chỉ lên. Chị muốn mua thêm rồi, để em kiếm 100 cho chị nha. Mã 136 eo 106. À, mã này hơi bụi nha, hơi bị xịt nha. Mà cái màu mấy ghim á, ghim màu sáng dễ phố áo phân quần nữa mấy chị. Mã 136 và eo 106. Mã 136 và eo 106 kèm cái áo kem, áo vàng, áo vàng chữ đen, áo vàng chữ đen kèm cái quần này là quần 140. Mã 136 eo 106 nha. Xinh lắm luôn nha, xinh lắm luôn, chốt kia con này. Mã này là mã 206 eo 108 nha mấy chị. Mã 206 eo 108. Trẻ trung mà cá tính vô cùng luôn nha mấy chị. Cái mã này là mã 306 eo 108 nha mấy chị nha. Mã 306 eo 108. Thêm cái áo xanh nè mấy chị. Mấy xanh này hiện tại bây giờ nó đang hot lắm nha mấy chị. Áo xanh chữ trắng này đang cực kỳ hot luôn. Chốt liền cho em mã. Áo là áo xanh chữ trắng nha. Áo xanh chữ trắng và kèm cái quần là mã 306. Mã 306 và eo 108. Cái quần sọt giá 140, áo 106 nha mấy chị nha. Có một con quần ông bác. Có một con quần ông bác không rất eo 100 nha mấy chị ơi. Đây em lên ông bác cho mấy chị. Ông bác bên em là 200 ngàn nha. 220 ngàn mấy chị. Đây, chị nào đang trông chờ ông bác bữa giờ, chốt liền cho em con này. Giá 220 ngàn và mã 13 eo 100. Mã 13 eo 100 nha mấy chị. Thơ chưa có quần dài, chốt cái quần này mấy chị. Eo của chị eo 100 á. Ông bác rất là xịn là đẹp nha. Đây nè, jean co giãn không tắt và eo 100. Eo 100, mã 13 eo 100. Mã 13 eo 100 ha. Rồi thích chốt liền cho em. Thích chốt liền cho em mã 13 eo 100. Quần sọt giá 140. Rồi mã tiếp. Mã 63 eo 88. Mã 63 eo 88 nha mấy chị. Mã 63 và eo 88. Thích chốt liền mã 63 eo 8. 13 xanh. 75 kg em thì chưa tới 100 đâu, dạ không vừa đâu chị ơi. Dạ đây, đây chị Nguyễn ơi, giá xong mà xong mà chị cho eo mình chưa cho số eo đi để em lấy sai đúng chị. Chị cho em xin số eo đi chị ơi, để chính xác em lấy quần cho chị. Xong mã 63 eo 88, mấy quần sáng mặc đẹp lắm mấy chị, thiệt. Chốt kia mấy quần sáng sáng đi, dễ phối đây nè, cái áo chữ nè, áo chữ đen phối gì là cái màu sáng nè, cưng ha. Rồi quần áo là 100 ngàn, áo này là 100 ngàn mấy chị nha. Áo 100 ngàn, quần 140, quần là mã 63 eo 88, 140.
lên tiếp nè mấy chị ơi, lên tiếp cái màu hồng coi. Thôi cái màu này đi. Mã thì là mã. Mã thì mã đẹp nè mấy chị. Đâu rồi, đây. Lên thêm cho mấy chị một con quần jean hơi bị đẹp nha. Màu sáng mấy chị nên mua nha mấy chị. Giờ thấy màu sáng đẹp hơn màu tối thôi mấy chị. Cái này là dạ phải 94. Rồi, em 94 chị nào, em 94 chốt nghe con quần này nè. Mã 02 em 94 bị gì vậy? Mã 02 em 94. Mã 02 và em 94 nha. Dạ, 04. À 04 nha mẹ. 04 em 94 mấy chị. Đây màu hồng nè. Mã 04 em 94. Mã 04 và em 94. Mã 04 em 94 cái áo hàng Quảng Châu 100 cái áo này 104 sale còn 100.000 nè. Rồi, cái áo hồng 100.000 chốt, cái áo 100.000 nha. Và chị... kèm cái quần mã 04 eo 94. Chị An Nguyễn ơi, chị yêu tầm bao nhiêu chị? Chị yêu bao nhiêu biết nãy em lấy size cho chị, tìm size cho chị nè. Mã em đang mặc là mã 04 eo 94. Mã 04 eo 94, cái áo 100.000 màu hồng. Áo 100.000 màu hồng, rất là xinh đó. Chốt. Rồi em đo eo nè. Em đo eo nha mấy chị, đợi tí xíu nha. Rồi em tí nha mấy chị. Cái form này đẹp lắm. Cái form gì dạng nhẹ nhàng. 88 eo 80. Eo 88 mấy chị. Cái quần dài eo 88. Ông bác eo 88, chị nào thích chốt liền trên cái quần này. Cái quần xẻ phía sau nè. Bác rất lại nha, xẻ phía trước nè mấy chị. Hồng 85kg. Hồng 85kg của dạ, chị. Dạ ok chị. Có quần sọc điên của chị. Có quần sọc điên. Phải coi nhẹn không em. Dạ cái áo đó 100.000 mấy chị. Áo hồng 100.000 ha. Rồi cái này là quần ống bát eo 88. Ống bát quần eo 88, chị nào chị đẹp nào ở đây, cái size eo của mình 88 chốt liền cho em thi con này. Lâu lâu em mới về quần ống bát cho mấy chị, sắp tết rồi mua dành mặc tết là được rồi đó nha. Áo quần này giá 220.000. Hồng Thúy Phạm mã 05 đúng không cưng? Mã 05 eo 88 đúng không? Mã 05 eo 88 chốt cho em ghi là mã 05 eo 88 cho em nha. Mã 05 eo 88. Mã 00 eo 90 nè. Mã 00 eo 90. Mã 00 eo 90, chị nào thích chốt mã 00 eo 90 chị. Chị Hồng My ơi, chị eo 82 nè, chị lấy con này nè chị ơi, rất đẹp nha chị. Trời ơi, đây đây đây, eo 82. Chị Hồng My chị còn ở đây không? Cái quần này hơi bị đẹp nha, hơi bị xịt nha. Trời ơi, chất chơi không mấy chị? Ổng là ổng đứng nha mấy chị. Ổng nè. Ổng liền. Ừ, ổng mát á. Cái quần này quần ông ba la, ông bát nha mấy chị nha. Ông bát. Cái quần ông bát hơi bị xịn nha. Mã 18. Ông bát, ông bát. Sau này ông đứng là xu. Ừ, ông bát nó le le nè. Cái mã là ông bát cho em là mã 18 eo 82. Mã 18 eo 82 cho em. Phía trước nè. Chị nhiêu chị đi sau. Eo chị bao nhiêu chị? Hồng hồng tiếng mềm ơi. Ông le. Đây đây đây, phía sau là hơi bị xịn nha mấy chị. Hơi bị xịn nha, hơi bị đẹp. Mã 18, eo 82. Chị nào đúng gu chốt cho em. Trời ơi, cái quần này xinh dữ lắm. Mua đi chị năng nỉ. Quần dài giá. Quần dài bát là 220 mấy chị ha. Rồi, chị nào hỏi gì nào, quần thường niên mà có thời gian. Đây mấy chị, em lên quần ống bát nè. Quần ống bát lưng cao giá 220.000 cho mấy chị nào thích. Quần ống mát lưng cao co giãn nhiều nha, co giãn thoải mái cho mấy chị nha. Mã này mã 02 eo 92. Mã 02 eo 92. Rồi chị nào thích ống mát này chốt cho em mã 02. Mã 02 và eo 92 nha mấy chị nha. Ống mát xanh tin đậm. Đó, ống mát xanh tin đậm nè, xinh nha. Rồi, này eo 92 chị nào thích chốt cho em mã. Chị Hồng Phi Phạm ơi, cá mẫu ấy được không chị? Chị cho em biết số eo chị ơi. Đây đây đây, mã đen cá sọc mà coi dạng nữa nha chị. Mã 06. Mã 06 eo 105. Mã 06 eo 105. Đây nè, có đường viền hơi bị xịt là mỹ trung nha. Mã 06 eo 105, 102. 105. Đây nè mấy chị. Trời ơi, mấy cái quần đen này hối tiếp. Tức mà. Mấy cái áo trắng rồi. Rồi, mấy áo này nè. Mấy cái áo này mấy chị mặc đi nhìn dễ chung lắm mấy chị tin em. Hối cái quần đen này trời ơi, xuất sắc không? Áo là 100.000. Áo 100.000, áo thun xanh chữ trắng và kèm cái quần quen 104. Cái quần này là mã 06 eo 105. Quần 105 xinh lắm nha. Ừ, mày đúng màu đỏ. Quần 105 bằng. Bán
em chị nào 105 chốt cho em con em 105 nha mấy chị. Em 105 chốt liền cho em 105. Rồi em lên mã 00 em 90. Mã 00 em 90. Thông minh eo lộn vải riêng em là vải co giãn thoải mái cho mấy chị nha. Vải của em là lộn. Khi mã của em mã 00 và eo 90. Trời ơi, cái quần này hơi bị đẹp nha mấy chị. Chốt liền cho em cái quần này là mã 00 eo 90. Thỏ mấy chị ơi, thỏ đây, thỏ đây. Thỏ đen, giá 160. Có thỏ trắng. Có thỏ trắng đây nha mấy chị đây, ơi. Đây, đây, mấy chị, em đây cầm thỏ trắng nha chị. Đây, em có một thỏ trắng và một thỏ đen, thích mà nào chốt vào đó em nha. Cái này phi size từ 60 đến 100kg luôn. Hả? Cái vòng ngực là 120 nha. Vòng ngực là 120 ha. Vòng ngực á, quá khung là 120 nha. Còn nó phi size từ 60 đến 100kg, chị nào thích chốt cho em. Đây là thỏ trắng, thỏ đen 160.000, chị là thích chốt cho em cái áo thun 160 ha. Cái quần em cái đang mặc này mã không có gì, chưa có mã luôn ạ. À. Mã 07 nha, em đo. Mã 07. Ủa. Trời. Mã 07 nè mấy chị ơi. Ôi trời ơi. Đây nè. Đây 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 mấy chị em đo. Mã 07 và kèm cái áo thun cho em xinh quá. Đơn giản vậy thôi là ăn điểm rồi mấy chị, không cần màu mè gì hết trơn á, quần jean áo thun thôi. Cái này là mã 07 nha, em của nó sẽ là 104. Em 104, chị nào thích chốt cho em mã 07 em 104. Hơi bị xịn luôn nha mấy chị. Áo thun này, áo thun Quảng Châu nó đẹp dữ lắm. Thích chốt thì cho em áo thun trắng. Áo thun thỏ trắng nè, áo thun thỏ trắng kèm mã 07. Mã 07 eo 104 rất là đẹp luôn. Đây rất là xinh nha mấy chị. Cưng quá cưng luôn. Cái quần đẹp quá. Mã 07. Mã 07 eo 104. Rồi qua. Áo thun trắng 160.000 qua luôn. Trời ơi, áo hồng. Đây 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 áo hồng. Quần này mấy chị ơi. Quần hồng đây nè, quần hồng hơi bị xịn nha, hơi bị thiếm hơn. Thiếm nha, quần thiếm nha mấy chị. Vải nhẹ lắm nha mấy chị, riêng rất là nhẹ. Riêng nhẹ lắm nhưng mà đẹp coi dễ luôn nha mấy chị. Hồng này giá của mã là 40 eo 96. Mã 40 eo 96 nha mấy chị. 40 eo 96. Mã 40 eo 96. Mã 40 eo 96. Chốt cho em. Chốt cho em mã 40 và eo 96 nha mấy chị. Áo hồng kèm với lại cái áo thun ba lỗ mấy chị. Áo thun ba lỗ 100.000. Áo thun ba lỗ 100.000 cờ Mỹ, trời ơi xinh lắm. Áo thun ba lỗ kèm cho em cái quần hồng. Giá áo 100.000, giá quần 140. Áo 100, quần 140 ha. Áo thun ba lỗ 100.000 hơi bị xịn nhưng chị thun giấy đẹp lắm. Quần giấy đẹp lắm luôn. Cái quần này là eo 96. Quần này eo 96 mã 40 nha mấy chị. Xinh không? Rất rất là xinh luôn mấy chị. Chia sẻ lên kia mấy chị ơi. Chia sẻ cho mấy chị ơi. Rất rất là đẹp luôn. Mã hồng 104. Rồi mã quần chính tất mấy chị. Mã quần chính tất của Tommy giá là 220 ha. Đúng rồi 220. Tommy thì 220. Lẫn đó hả? 106. Rồi em lên mã 09 em 94. Mã 09 và em 94 chị đứng chốt liền chưa? Chưa. Đây đây đây. Hơn 3 bộ nha. Hơn 1 hộp nữa. 1 hộp son môi. Đây mà mấy chị. Mã 09 và em 94. Mã 09 em 94 nhưng mấy chị ơi. Hơi bị xịn nha. Hơi bị xịn nha mấy chị. Quần tôm mì nè. Cái lưng thun của nó là lưng thun co giãn nha mấy chị. Đó, mã 09 và eo 94, chị nào thích chốt cho em mã 09 eo 94 liền cho em. Rồi, trời ơi, cái quần này hơi bị cưng nha. Mã 23 eo 88. Trời ơi, mã 23 và eo 88, chị nào thích chốt liền cho em mã 23 eo 88 kèm cái áo hồng 100.000. Áo hồng 100.000, áo hồng eo an 100.000 mấy chị. Áo hồng eo an 100.000 và cái quần 104. Đó, chị nào thích chốt cho em cái quần là mã 23 eo 88. Mã 23 eo 88 nha mấy chị, cưng lắm. Đây nè, có lưng thun nữa, nó ôm sát cái bụng mấy chị luôn nha, không hề thấy bao bụng xíu nào. Mã
con hay con cái gì thích chốt liền nha. Mã 17 eo 85. Em lên mã tiếp theo. Mã này là mã 88, mã 35 eo 88. Mã này mã nhiêu? Mã 35 eo 88 mấy chị. Mã 35 eo 88, chị nào thích chốt mã 35 88 cho em. Đây là mã chữ vàng. Mã áo vàng chữ đen, áo vàng chữ đen rất là xinh luôn, kèm theo cái quần sáng cực kỳ đẹp nha. Sang lắm luôn nha mấy chị. Áo vàng chữ đen giá 100.000. Trời ơi, mấy áo này 100.000 mấy chị không mê ta. 100.000 thôi mấy chị, chỉ 100.000 một cái áo thôi. Mua 3 áo 300.000. Trời ơi, 300.000 được 3 cái áo mấy chị rất là đẹp nha. Cái quần này là mã 35 nha, mã 35 eo 88. Eo 88 chị này, eo 88 chốt liền con. Quần này xinh lắm, dễ phối áo vô cùng ha. Áo kiểu, áo màu, áo thun đều được nha. Áo thun là 100.000. Cái quần 140. Rồi em lên quần dài đen nha. Quần dài giá 200.000 nha mấy chị. Quần dài giá 200.000, mã 60 eo 94. Mã 60 quần lông chuột. Mã 60 và eo 94 nha mấy chị. 60 và eo 94. Alo mấy chị ơi, chia sẻ lên cho em nha, chia sẻ vào like với em đi mấy chị. Mã 60 và eo 94 ha. Quần dài giá 200.000. Trời ơi, quần tôm mì đẹp quá mấy chị. Cái quần tôm mì này hơi bị xinh nha. Mã 12 eo 90. Rồi đây nè mấy chị. Cái quần tôm mì nè, lựa không rách kia 100 đi, lâu quá lai nhanh lựa. Rồi kìa, lựa cho chị đây kìa. Nhảy lên một đống cái 100 đồng tiền đâu. Đây nè chị, quần chị thơ ơi, chị mua sọt phải không? Để em kiếm thêm quần trăm đi chị lựa nha. Chị thơ đợi một tí xíu nha mấy chị. Đây, quần dài của em eo 90. Mã 12 eo 90. Mã 12 và eo 90, chị nào thích chốt cho em mã 12 eo 90. Có áo tôm mì nào nãy chị thấy tin gì đó. Áo tôm mì. Rồi mấy chị, lựa thêm cái áo tôm mì kèm vô cho em. Áo tôm mì là 100.000 mấy chị. Áo tôm mì 100.000, thích chốt liền cho em áo tôm mì ha. Áo cờ Mỹ có áo tôm mì trong nó, kiếm mấy chị đi. Đây nè, kèm cái quần dài eo 90 thì hơi bị xinh nha. Đó, áo thun ba lỗ này 100.000 à mấy chị. Áo thun ba lỗ 100.000 kèm quần dài là 200. Nguyên set 340. Trời ơi, nguyên set nhiêu? Nguyên set 320 à ha. Gồm cái áo thun ba lỗ 100, cái quần là 220. Đó, xinh lắm, xinh cực kỳ. Cái này là eo là 80, eo 90. Chị nào eo 90 chốt trên cái quần này nha. Hơi bị xịn, hơi bị đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Trời ơi, mấy chị nên mua mấy cái quần này kèm cái áo tôm mì là nguyên set luôn ha. Nguyên bộ, xuất sắc không? Xuất sắc vô cùng luôn nha mấy chị. Rồi, áo tôm mì là 100.000. Chị nào thích chốt liền áo tôm mì 100. Áo tôm mì 100 kèm cái quần. Cái quần này, đó, xinh không? Rồi, chốt cho em áo tôm mì 100 ha. Quần này mã 12 eo 90. Mã 12 eo 90, thích chốt liền cho em quần này mã 12 eo 90. Mã 91 eo 110. Mã 91 eo 110. Đây đây đây, em có con hồng eo 100 này chị Thơ. Chị Thơ chưa có màu hồng, chốt màu hồng cho em đi. Hồng mặc chung áo thun trắng đẹp lắm chị ha. Rồi, cái mã này em mã mã 08 eo 100. Mã 08 eo 100. Mã 08 eo 100 chị Thơ, thích chốt cho em con này nha. Con này hơi bị xịn nha chị. Nè, chị nhìn nè, tem mát mã thì xịn không? Đó, khung co giãn lộn, cái này phải co giãn luôn nha chị. Đẹp lắm luôn á, cho lộn nhẹ. Rồi, chị nào thích màu hồng, quần hồng eo 100, chốt hồng, quần hồng eo 100 cho em nha. Quần hồng là mã 08 eo 100. Rồi, con 100 eo 100 nữa chị Thơ ơi. Đây, eo 100 chốt cho em mã 09 eo 100. Mã 09 eo 100, chị nào thích chốt cho em mã 09 eo 100 không có lách nha. Mã 09 và eo 100. Mã 09 eo 100. Đây là mã 96 với chị, eo 96 nha. Cái này eo 96 nha chị, mã 09 eo 96. Mã 09 eo 96. Màu tim đậm dễ phối. Mấy chị có thể mua sơ là đậm hoặc nhạt nha mấy chị nha. Mã 09 eo 96. Rồi em lo tiếp rồi mấy chị. Trời ơi, mấy quần hơi bị đẹp nha. Có 140 rồi, quần sọt 140 mà bị đẹp, hơi bị đẹp. Rồi, cái
98 mấy chị. Rồi mã em đang cầm là mã 14 đi. Mấy? Mã 10, mã 10. Mã 10, eo 98. Mã 10, eo 98, cái quần này hơi bị đẹp nha. Cái quần này hơi bị đẹp hàng trong shop nha mấy chị. Hàng shop nha. Hơi bị đẹp luôn, mã 010, eo 98. Cực kỳ xinh luôn. Mấy chị nên mua những quần này, nó thật. Mấy chị ra shop, ra tiệm, kiếm có, vừa mệt mà còn không có nữa. Đây nè, mã 91 eo 110, mã 91 eo 110 và cái quần sọt bên em là giá 140 ngàn cho một cái quần thôi nha. Rồi mã 136 eo 106, mã 136 eo 106 nha. Cưng quá. Mã này mã 136 eo 106, chị nào thích chốt cho em cái quần này, chốt cho em cái quần này nha. Phanh đất không đất quần không địa nè, coi mã nhiêu, mã eo 100. Đây anh chị Thơi, mã 29 nha, 100, nha 100, 102 ha. Cái quần không rách nè, đó, quần lông chuột nha. Mã 29 nha, 102, 29 và eo 102, thích thì chốt liền cho em quần này, quần ông địa đó, rất là đẹp ha. Ôm, nó nhỏ nhưng mà ôm mông dữ lắm. Mã này mã 29 nha, 100, mã 65 eo 96, đây là một quần lông chuột đen. Mã này là mã 65 eo 96. Mã 65 eo 96 kèm với áo thùng, kèm áo thùng 100 ngàn ha. 100, mã 137 eo 100. Mã 137 và eo 100. 137 eo 100 đố hồng nè mấy chị. Đố hồng xinh quá ha. Áo hồng phim size từ 60 đến 90 kg nha. Áo 100 ngàn. Rồi chưa có quần 140. Mã em đang mặc là mã 137 eo 100. Mã 137 eo 100, chị nào thích chốt cho em quần này, áo 100 ngàn, áo thun giấy, áo thun trắng, áo gấu hồng. Áo thun trắng gấu hồng 100 ngàn và cái em lên cái chân váy em mã 16 eo 102. Trời ơi, cái chân váy không chị Thơ? Chị Thơ con này đẹp cho chị Thơ nha. Mã 16 và eo 102 thôi mấy chị. Mã 16 eo 102 kèm cái áo thun gấu hồng, kèm có 100k thôi. Cả set chỉ có 240 mà nó xịn cỡ này mà mấy chị không lấy mấy chị. Chân váy 160 là 260 mấy chị. Đó. Chân váy 160 ha. Rồi chị đã chốt liền cho em cái mã này, mã thun gấu. Thun gấu là 100. Còn thun áo vàng là 100. Luôn. 100 luôn mấy chị ơi. Thun áo trời ơi, mấy chị nên mua áo thun vàng nha, đẹp lắm. Cực kỳ sang luôn. Cái chân váy 160, eo 100 nè. Eo 100, 120, thích thì chốt cho em hồng này. Nếu mà chưa có chân váy, chị chốt nha. Cái chân váy là 160. Cái áo vàng là 100 ngàn. 100 ngàn mà vải cỡ dày nè mấy chị. Co giãn thoải mái nha. Từ phơm tới chất lượng vải luôn. Đẹp vô cùng, 160. Ôi, 100 ngàn. Không đắt eo 104 là 100 đến 104 mấy chị. Thích chốt liền cho em, chị Thơ. Em lên nãy nhiều lắm rồi, chị chưa cái nào. Mã 200, eo 104. Mã 200 eo 104 là từ 100 đến 104 là vừa nha mấy chị nha, không hề rộng cái xíu nào đâu. Đây, áo thun gấu, chữ sao không? Giá 100 ngàn. À, đây. Áo thun gấu xanh giá 100 và cái quần này mã 200 eo 104. Eo 104, 104 là vừa nha. Áo vàng chị vừa không? Dạ cô Thảo, chị Thảo Quỳnh Quỳnh được vừa. Đúng không? Cái này phi size đó chị Thảo Quỳnh Quỳnh ơi, từ 60 đến 100kg luôn. Cái vòng ngực là 120. Cái vòng ngực là 120, chị Thảo Quỳnh Quỳnh chị vừa nha. Áo vàng đẹp lắm, nó thiệt có 100 ngàn mà vừa nha. Cái vòng ngực nè. Cái vòng ngực là đúng rồi, 120 mấy chị, vòng ngực 120 mới đo nha. Nó free size nha mấy chị ơi. Thảo Quỳnh Quỳnh. Rồi, cái áo này là lấy cho chị ha, áo vàng đó là hả phi size từ 60 đến 100kg luôn, em đo vòng ngực là 120 chị Thảo Quỳnh Quỳnh. Ok nè, đây cái áo này 100 ngàn luôn nha, áo nãy 100 ngàn nha chị Thảo Quỳnh Quỳnh nha. Chị Thơ Miu Miu ơi, có quần em 100 nè chị ơi. Rồi Miu 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 ơi, có 100 nè chị, em lên con có 100 nè. Eo 100 là size của chị nha, con này là mã 09 nha, con mã 11 đó chị. Đó mã 11 mã 11 106, 102, 102 mấy chị. 54 102 mấy chị Thơ. 10, mã 11. Mã 11 dạ ok chị, chốt không chị mã này nha. Quần 140 ha. Đó là quần đó đó. Đây mấy chị lên con chân váy này xinh nè. Mã 09
thơ mã 09 nghe 102 cái này chân bay hơi bị xịn nha mấy chị, chân bay hơi bị đẹp ha, chưa có chân bay mấy chị chốt cho em thi con này nè, con này mã là một bao nhiêu à, mã 09 eo 102, mã 09 và eo 102 hơi bị xịn nha mấy chị, mã 09 và eo 102 để hơi bị xịn, mã áo hồng, áo hồng đất chữ eo quay đó, mã hồng áo hồng đất chữ eo quay, mã em váy là mã 09E102 mã 09E102 và cái áo em là 100.000, áo hồng 100.000, chân váy xinh cực kỳ ha, chốt em chân váy 09E102 09E102 rồi, cái mã này em lên cái mã em đo eo cho mấy chị nè, mã 12 chuẩn bị lên mã 12 mấy chị, mã 12 coi eo nhiêu nha, mã 12 em đo eo rồi, mã 12 eo là 106, mã 12 eo 106, thích chốt liền cho em mã 12 không đắt 106 nha mấy chị, mã 12 eo 106, thích chốt liền cho em mã này nha, mã này rất là dễ phối đồ cơ bản thôi, dễ phối đồ vô cùng, mã 12 eo 106. Rồi tiếp thôi, mã 01 eo 112, mã 01 và eo 112 nha mấy chị, mã 01 eo 112, thích chốt liền cho em mã 01 eo 112, áo len vịt màu trắng chốt 12, ok chị nha, cảm ơn chị. Đây mã 01 eo 112 đó, ý là eo 100 ở đây 106 cái rộng à, coi dễ mà, coi dễ mà, coi dễ, ô quần hai đẹp đấy, nó rộng á. Tân yêu yêu ơi, cái mã 12 là eo 106 á chị ha, là muốn động thoải mái đúng không? Rồi cho chị chốt cái này nữa nha chị. Đây, con mã 10 chốt, chị chốt luôn á. Mã 13 với chị, mã 13 eo 100. Mã 13 eo 100, chị Thơ thích chốt liền cho em mẫu này, có 140 chị lục nó ở dưới đáy của đâu, của một đống đô luôn á chị. Đây chị Thơ. Ok chị Thơ. Đây eo 100 chị Thơ ơi. Mẹ nó cao dễ là vừa, không có sao. Xin dạ thì nó kéo quá siêu quách luôn á. Đúng rồi. Kéo quá siêu quách nhưng mà thường mẹ ta là nó đúng đây. 100 á. Thêm cáo mẹ nữa đi chị Thơ chú em cái quần này đi, mã 13. Quần này đẹp lắm chị. Mã 13 là eo 100 đúng eo chị nha. Mê cái vải. Và cái áo này nè, Levi Levi trắng ha, Levi trắng, thích chốt cho em áo có 100, cái quần 140, nguyên set 240. Trời ơi chịu đời gì nổi mấy chị. Đó, 240 nha, cái áo này là 100 nha. Cái này là mã 13 và eo 100 là eo của chị Thơ, rất là xinh nha. Eo chị Thơ nha. Đó, thích chốt liền cho em mã này nha. Giá là 140, cái quần 140 rồi mấy chị. Áo 100 nghìn. Rồi, mã này chưa có, mã 13. Rồi, mã 35. 35 eo 105. 35 eo 105. Trời ơi, xinh nha. Chị Thơ chúc mừng không ạ? Đây, mã 35 và eo 105. Mã 35 eo 105, chị nào thích chốt cho em mã 35 eo 105 nha. Đây là đắt nhưng mà nó có lót bên trong, chị không thấy da thịt nha. Mã 35 và eo 105. Rồi, lên cái quần không đắt cho mấy chị, quần sọt cho tư. Quần sọt giá chỉ 140.000 cho mấy chị của em thôi. Rất là đẹp luôn, ô này, eo 100 mấy chị ơi. Mã 64 eo 100. Em đau dồi nha. Mã 64 eo 100. Đây là cái sau cơm mông nè. Này không hề ngắn cho mấy chị, nó nở lỡ mà sọt nhưng mà không hề ngắn sát da đâu nha mấy chị nha. Mã 64 eo 100, chị nào thích chốt liền cho em mã 64 eo 100 này liền luôn nha. Mấy chị nên mua áo bên em, bên em rất là nhiều áo đẹp luôn. Rất có lót á chị Thơ. Rất đẹp nha, em thiệt, rất có lót đây nè chị. Em thổi tay vô thấy nè em. Rách có lót nên là kiểu thôi, rất là tay mà đẹp. Cái eo này eo 100 đúng không? Eo 105 đấy chị, eo 105 ha. Rồi mã này là mã 35 eo 105 và giá 140.000 nha mấy chị thôi. Áo 140.000 rất là đau lộn với quần 140.000 nha mấy chị nha. Rồi mấy chị mua cái áo đi, áo đi nha, phải mua áo nha. Còn đi... Gì vậy? Ai kéo cho kéo lên đi kìa. Kéo lên được không? Ai kéo nổi? Cứu mẹ lên. Cứu mẹ lên. Chị mẹ cái gì? Ok, đánh đất thì chị ơi. Em mẹ cái gì? Lấy đồ cho mấy chị rồi mấy chị chết. Kéo sao nổi không?
cứu. Chị Nguyễn ơi, em đang lên cho chị, có gì chị xem mình chốt kìa.
quay về cái 88 này nó chưa. Rồi, mà cái 88 đâu? Đây xong. Đây có mã 88 nữa chị Trang. 53. Mã 53. Dạ mã 53 đâu? Đây mã 53 eo 88 rồi. Chị Huỳnh Anh Nguyễn lấy nha. Mấy chị cứ cho em cái số eo này cỡ này cũng tìm để quần nha mấy chị. Mã 61 eo 88 chị Trang Nguyễn chốt liền để hết nha. Em chỉ có vài con thôi nha chị Trang Nguyễn ơi. Mã 61 eo 88 thích chốt liền cho em mã 61. Mã 61 comment mã 61 cho em để em lấy đúng kiểu đúng size nha. Mấy chị ơi, đây mã 63 eo 88, mã 63 eo 88. Rồi qua. Em lên cái quần dài phục vụ cho chị Thu Hiền Nguyễn Thị. Chị eo bao nhiêu chị ơi? Chị Thu Hiền ơi, chị eo nhiêu để ti kiếm size eo cho chị nha, chị Thu Hiền ơi. Còn không thì tụi em cứ đo eo từng cái đó chị, ở chị lừa nha. Rồi mã 17 eo 86. Mã 17 eo 86 quần dài là quần tôm mì ai giá 220 nha mấy chị. Quần dài tôm mì giá 220, phơm là phơm ống suông, mang thật mặt hơi bị xinh nha. Này mấy chị xếp tôm mì xinh không? Đó, mã này là mã 17 eo 86. Mã 53 của chị Huỳnh Anh Nguyễn. Rồi ok. Mã 17 eo 86 thích chốt liền mã tôm mì cho em. Hơi bị sang nha. Đúng với eo chốt liền cho em. Đấy, đây 88 like rồi đúng không? Rồi đây. Cái 88 mẹ 61 yêu 88 đẹp này chị ạ, à, sao chị không lấy? Rồi, mã. Này là mã. Má bự nha, hơi bự. Eo 104. Thích chốt liền em 104 cho em con này nha. Cái con gì mẹ? 104 mã. 14. Mã 14 yêu 114 luôn. Rồi. Chết đi, là gì cho con nó đúng 4 người trời. Chết luôn, 4 người nhưng mà chốt rồi. Alo, mấy chị chia sẻ lên cho em thêm đi mấy chị. Trời ơi, nãy giờ nó chui vô hóc vô hẻm nãy giờ. Mấy chị mà chơi vậy em live tới tối luôn á. Lên live mấy chị ơi, lên xem live cho em. Mã 104, có yêu 88, 104 đâu. Đây, ủa cái phone này giống nãy 88 mà ta. Nè, giống không? Đây chị, giống nè chị. Giống nè chị, nó em kêu cái đây này chất gửi viên. Chất giải rất đẹp nha chị ơi. Giống lắm, mã 88 nè. Kinh dày dặn. Mã 61 mua 88 giống giống nha chị. Đó, thích chốt cho em cái này đi. À, mã 61 mua 88. Rồi, quần dài đi. Rồi, quần dài đây, quần dài mã 02. Chị Hương Nguyễn nên lấy con mẹ 61 mua 88 đó nha chị. Mã 02 eo 104. Mã 02 eo 104, cái quần này là quần dài nha, giá 200 ngàn. Quần dài giá 200 ngàn nè. Mã 02 eo 104 thích chốt liền cho em mã 102. La xăng lên, la gì? La lật like đúng không? Chị muốn lật like. Lật like hả? Ừ. Rồi đợi em tí xíu đi. Đợi em đi móc nữa. Mã 89 eo 104. Mã 89 eo 104 ha. Chị nào eo to to 104 chốt cho em mã này. Mã 89. Mã 89 eo 104 cực kỳ. Cái vải hơi bị đẹp nha. Vải rất là nhẹ, gọn nha mấy chị. Ok nha chị. Rồi, để em đi tìm đồ nha chị. 104. Chắc em là cường đế mà. Đúng mấy chị. Đây đây đây, thêm một cái quần. Đây mấy chị, cái quần lính cưng lắm. Mã 18 eo 110. Chị nào bự bự đây nè. Treo này chốt cho con này. Con có một con duy nhất thôi. Rồi chốt cho con này mã là mã 18 eo 110. Mã 18 eo 110 là dạ. Dạ, cái vừa rồi là cái vừa rồi. À cái này hả chị, là 7 tấc à. Quần dài bị tấc phang phang phang. Cái quần dài mới để qua. Đây 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 đây. Cái này đúng không chị Thơ ơi? Mẹ eo cho cái là quần dài hả chị. Quần dài ha, 220. Ồ 200.000, quần dài 200. Cái này là dài. Dài chị, quần dài hả? Cái quần dài mà ôm á, mã 02 eo 104. Chủ ráp nha mấy chị. Hàng này hàng Việt Nam xuất khẩu lên xinh dữ lắm ha. Thích chốt liền để nó hết đó chị ơi. Đây, mã 02 eo 104. Nếu chị thân thích thì chốt cho em mã 02 nha. Đây quần dài nha chị. Quần dài à. Nguyễn nghe gì chị đó con không. Dạ ok chị Huỳnh Anh, điểm kiếm cho chị ha. Điểm kiếm để ti đăng kiếm nãy giờ. Rồi, mã 18 eo 110. Dạ ok chị, thì em tìm nếu mà có thì em chốt với chị rồi nếu... Em sẽ báo với chị trong tin nhắn luôn nha. Mã 18 eo 110. Rồi thích chốt cho em này. Mã 16 eo 100. Hơi bị đẹp mấy chị ơi. Mua cái quần là quần này cho em. Mã này mã 16 eo 100. Chị Thơ mặc đẹp nè. Chị Thơ mua cái quần này về là chị Thơ mê nha. Quần dài nha. Mã 16 eo 100. Hơi bị đẹp nha chị. Đây nè.
6 em 100 quần dài nha, giá 220. Đó, rồi chốt liền cho em mã này. Mã 16 eo 100 giá 220 cái quần dài này. Rồi mã 60 em 102. Mã 60 em 102 chị nào thích chốt liền cho em quần 7 tấc này nha, quần 7 tấc cũng 140 luôn mấy chị. Đó, quần 7 tấc 140 mã 60 em 102, mã 60 em 102 nha mấy chị. Chốt liền cho em con này mã 60 em 102. Rồi mã 21 em 115. Mã 21 em 115 mã 60. Dạ ok chị Thơ nha, xinh lắm đó thật. Cái quần 7 tấc đó 140 à. Rồi mã 21 yêu 115. Mã 21 và eo 115 thích yêu. Chốt liền cho em tăng lên nè. Rất là xinh rồi. Mã mã này cũng đẹp lắm nha mấy chị, đẹp của em mã 300 eo 100. Đây đây. Eo 176 kg vừa không. Là cái nào ta? Eo đâu? Chủ yếu là cái eo của chị là bao nhiêu á? Chị phải cho em đúng cái số eo này em mới lấy đồ được cho chị nha. Chị ơi cho em bên em số eo đi, số eo để em lấy chính xác cho mấy chị tại liên hệ và hàng Quảng Châu. Đó nó không có phân tay nên tụi em đo eo cho mấy chị thôi. Việt Nam xuất khẩu. Hàng Việt Nam xuất khẩu lộn áo Quảng Châu cho chị nó lộn. Lộn rồi đó. Đây, cái mã 300 eo 100 chị nào thích bùi bùi lạ lạ chốt em con này eo 100 hơi bị cưng heo. Hơi bị cưng. Rồi mấy chị chốt cho em con gấu nè. Áo gấu hàng Quảng Châu 160 hơi bị đẹp. Xin ôm. Chốt cho em con này áo gấu trắng 160.000 và cái quần mã 300 eo 100. Mã 300 eo 100 là cái quần. Đó, còn cái áo này là người chốt giùm em là áo trắng gấu, áo trắng thỏ ha. Áo trắng thỏ và cái quần mã 300 eo 100. Rồi qua luôn. Lên mã 04. Mã 40 eo 112 cái quần đen nè. Mã 40 eo 112 chốt cho em mã 40 eo 112 cho em. Xinh lắm nha, chị là đúng số eo chốt con này đi mấy chị, về mặt là hơi bị đẹp luôn á, cực kỳ trẻ trung mà sang, trời ơi biết quần này sống mua ta. Mã 40 eo 115. Rồi qua đi nè. Quần dài đó rồi. Đây. Quần dài nè mấy chị. Quần dài tôm mì. Quần dài tôm mì này chưa có đo eo hả? Quần dài này chưa đo eo, em đo cho mấy chị nha. Đợi tí đợi em. Cái quần tôm mì á, chị nào ở đây mua rồi cho em cái feedback là em mặc em ha. Cực kỳ em luôn. Cái quần này eo 100 mấy chị. Mã 15 eo 100. Mã 15 và eo 100. Chị nào thích chốt cho em mã quần tôm mì này là giá 220 và eo 100 thích chốt cho em quần này. Hơi bị xịn nha mấy chị. Cái quần của tôm mì nó hay cái là sao? Ở đây nó có đệm thun cho mấy chị nên cái lưng thun sẽ co giãn nhẹ, tạo cảm giác nó rất là thoải mái, không có ngứa mấy chị ha, không có ngứa lưng ha. Đó, chị là thích chốt cho em cái mã này, mã 15 eo 100. Mã 15 eo 100 thích chốt liền cho em giá 220 đồng. Rồi lên cái quần mã 90 hơi bị đẹp nha, ghim không có gắt. Mã 16 eo 98. Mã 16 và eo 98 200.000. Đây mấy chị, mã 16 eo 98 xinh lắm nha. Chốt liền cho em mã 16 eo 98 này mấy chị. Form đẹp vô cùng. Đó, mã 16 eo 98 chốt liền cho em mã này. Mã 16 eo 98 ha. Lên quần dài quá, hỏi quần dài trời. Chị Thú Hiền ơi, chị còn ở đây không? Chị eo nhiêu ta, eo nhiêu chị báo eo đi. Em lên size eo, đúng size eo của chị nè. Đây, cái quần này mã nhiêu? Chưa có luôn. Cái quần này, em đo nha mấy chị. Mã nhiêu rồi bác, mã nhiêu 16, mã 17 rồi. Mã 17. Mã 17 eo 106. Mã 17 eo 106. Chị nào thích mã 17 eo 106 chốt liền cho em mã 17 eo 106. Đó, mã 17 em 106 thích chốt liền cho em mã này nha. Trời ơi mấy quần này mấy chị không mua ta. Mấy quần này là phơm xua đẹp lắm luôn, lực lai mà không có rách, hàng của Ráp mấy chị. Hàng này là hàng Việt Nam xuất khẩu, có thương hiệu đàng hoàng đó. Thấy chưa, xịn chưa. Ra shop là thì có 200 mấy chị, ra shop là 350 ha.
Cái quần này giá 17, đâu lộn, mã 17 đi em 106. Mã 17 106, chị nào thích chốt liền cho em mã 17 nha. Rồi lên quần xin trẻ. Mã 32 em 116. 32 eo 106 cái chân váy mấy chị ơi. Mã 32 eo 116 mấy chị. Đó, hơi bị xinh luôn mấy chị, mặc chân váy dài với lại cái mấy cái áo thun này nè. Chịu gì nổi mấy chị. Nổi bực bực luôn á. Cái chân váy này là eo 116 mã 32 nha, chị nào to to chốt liền kem. Cái cho to mình khó kiếm size lắm, đúng gu đúng kiểu mình chốt liền kem con này. Áo thun này là 100.000. Cái chân váy này là 160 ha, chốt kem. Cả set là 300.000 ha. Set 300.000 ha mấy chị. Mã 32 eo 116. Mã 32 eo 116 cho cái váy này nha mấy chị. 160.000 chân váy. Rồi cái áo xanh này là 100.000 mấy chị, áo xanh 100.000, thích chốt liền kem áo xanh. Mã 14 em 104. Mã 14 và em 104. Trời ơi. Cái này là quần ống bót nha mấy chị, mã 14 và eo 104. Hơi bị đẹp nha. Hơi bị đẹp, mã 14 và eo 104 mấy chị. Đó, hơi bị xinh nha. Chị mấy bữa nay á, chị nào mà hỏi ống bát thì chốt vô, mau mau vô chốt cho cái quần này là đúng số eo 104, chốt liền mã 14 nha. Mã 14 eo 104. Giá quần ống bát là 220.000. 220.000. 220.000 mấy chị. Trời cái quần này. Chị xem lại mã 16 eo 98. Mã 16 eo 98. Trời ơi. Chờ, đợi đây đây đây, mã 16, 16 em 98 đi chị ơi. Đây chị Thơ, chị Thơ nên mua mã 12, à mã 16 này. Eo 98. Cái này là coi giãn nữa đó chị Thơ. Ha. Thích thì chốt cho em mã này nha. Mã 12 eo 98, 16 của mã 16 eo 98 chị ơi. Đó. Thích chốt liền cho em. Đây em cho chị coi cái form rồi. Đó. Đẹp á. Thích thì chốt ha chị Thơ nha. Rồi đây đây eo chăm này có cái tôm mì dài eo chăm này chị Thư ơi, đây quần tôm mì chị Thư lên mua nha chị Thư ơi. Nó thiệt cái form tôm mì đẹp dữ lắm á, chị cũng thích hả chị Thu Hiền, chị Thu Hiền đó. Mã 16 eo 100, mã 16 eo 100 tôm mì em mới kề vải nè, đẹp không. Cái vải không có rách nhưng mà điểm nhấn của mình là cái bên hông á mấy chị. Đó, có sọc trắng đi, đỏ ha. Tôm mì 220 thôi. Eo 100 đó. Eo 100 của chị đi chị Thu Hiền Nguyễn Thời, chị thích không? Rồi, em lên tiếp. Eo 110. Eo 110, mã 94, eo 110. Mã 94, eo 110. Chị nào thích chốt cho em mã 94, eo 110 nha mấy chị. Dạ, chào chị. Dạ, chào chị thích anh đây. Dạ, hello chị, xin chào chị. Vô mua áo thun đi chị, phải sao anh đi ơi, có 160.000 à. Áo 160.000, chị thích chốt liền cho em áo 160.000. Áo 160.000. Nè, áo trắng, áo đen, áo hồng, áo xanh đều có như mấy chị ha. Mình chưa có áo xanh, chốt áo xanh đi, áo xanh trắng da vô cùng luôn. Mà hiện tại đang hot mấy mẫu neon bây giờ, chị màu hồng, hồng neon, xanh neon ha. Màu này không thể chốt cho em chút xíu nào hết trơn. Đó, thích chốt liền cho em. Rồi. Đẹp này. Con này đẹp chứ. Con này nó tầm yêu tầm 100 à. Rồi em lên nè. Ủa nó rồi mà. Mã 43 em 96 đến 100. Đó lại trước hết nó không ăn đâu. Đây mấy chị, eo 100 nè mấy chị ơi. Con này eo 100 nè chị. Thơ chị Thơ chị Thu Hiền, nếu đúng cái gu của mình chốt kem con này eo 100. Mã này là mã 19. Vải 10 điểm. 18 eo 100. Mã 18 eo 100 ha. Đó, xinh. Ống này là ống suông nha mấy chị. Mã 19 eo 100. Mã 19 eo 100, chốt liền cho em con mã 18. Ủa, mã 18 eo 100. Mã 18 eo 100, chị nào thích chốt liền cho em con này nha. Đây, mã 10. Ủa, mã 17? 18. Mã 18 eo 100. Trời, chị Thơ hay chị Thu Huyền á, nếu mà đúng luôn chốt liền con vui cha. Rồi em lên cái áo cuối xong rồi em tắt like hẹn mấy chị tối đi lúc 8:30. Tối nay 8:30 mấy chị vào like coi giúp tụi em nha. Tối nay đây, em
Ok, bốn người coi vậy. Thơm, Miu Miu, hello chị. Hello, hello mấy chị nha. Sao chị xuống mấy con cà bê người vậy chị ạ? Đây, em đây. Em đây mấy chị ạ. Đọc cô cầu ngoại nè. Trời ơi, em đi mấy chị ơi. Sao còn có ba người vậy? Hello là, chị Quỳnh. Hello, hello. Đây, kéo 100 ngàn. Nói nha. Tối hay là... Chốt kéo này đi chị. Chốt cái áo này cho em đi, thùng giấy có 100 ngàn thôi. Tối nay là anh hết cái đống pin này ra lửa rồi cho mấy chị. Nó mấy chị canh tối nay 8:30 về mua ủng hộ tụi em nha mấy chị ơi. 8:30 nha mấy chị. Hello mấy chị. Ôi lộn, tạm biệt mấy chị. Im lộn. Tạm biệt mấy chị nha. Hẹn mấy chị á là 8:30 tối nay em sẽ lên cho mấy chị cái áo dài siêu phẩm mới nha. Màu hồng, hơi bị xịn, hơi bị đẹp luôn. À, rồi. Cái áo dài đó cũng bị xinh luôn. Chị nào đang xem chia sẻ giúp em nha. Em chào chị Lâm Ngọc Nga nè. Em chào chị Thị My Nguyễn nè. Em chào chị Võ Thị Hương nè. Em chào chị Đặng Lý. Mấy chị vào like chia sẻ cho em nha. Hôm nay em xả hàng mấy chị nha. Hôm nay em xả hàng hết mấy chị luôn. Chị nào đang xem chia sẻ thêm tiền em xả hàng. Coi thì bữa nay mua cái áo à. Bữa nay mặc nè. Gái đó hả? Chị vào like chia sẻ giùm em nha. Rồi chị nào đang xem chấm chấm sinh một chấm đó mấy chị ơi. Hôm nay em like ngày cuối cùng nha. Con chào cô Húy nè. Con chào cô Húy nha. Rồi mấy chị vào like chia sẻ giúp em nha mấy chị ơi. Còn đi đâu? Có 180 kg không có chị ơi. Là thị My Tiên nè. Em có nha, cái quần giống như em đang mặc nè chị. Có size 90 kg đổ về luôn nha. Em có size 90 kg đổ về. Chị nào đang xem chấm chấm chia sẻ cho em đi nha mấy chị ơi. Cái quần em đang mặc là 120 đó, chị nào muốn ưng quần thì mấy chị cứ báo em để con cái quần lên đây. Hả? Đúng rồi. Chào con. Vừa làm con nè. Dạ con cảm ơn cô Húy nha. Đó rồi mấy chị vào ra chia sẻ cho em liền mấy chị ơi. Đây nè, để em đưa quần cho chị xem. Quần bao đẹp luôn. Hàng là thiết kế giùm em nha mấy chị ơi. 120 luôn, 90 kg đổ về, có sai hết. Hôm nay em xả đồ bất chấp như vậy luôn nha. Còn ngày cuối nha, hôm qua shipper báo em đó là không có gửi hàng nữa. Mà nghe, em nghe dặn là giống như là hôm nay thì nó giao từ Sài Gòn được chỗ về. Nó không giao ở miền miền ngoài là ở Hà Nội. Đó. Em tưởng là không giao tất cả luôn. Ai nhà là chỉ không giao ở Phú Yên, Hà Nội rồi mấy tỉnh ngoài, miền Bắc nữa mấy chị. Nhưng mà mấy miền từ thành phố chạy vô là có giao hết nha. Nên hôm nay em like thêm một like nữa cho mấy chị nha mấy chị ơi. Cao với lại cái dòng eo đi rồi em báo chị liền.
giùm em nha. Để em lên đồ đẹp nè, rồi em lấy đồ em tặng đi. Hôm nay tặng con nào đẹp cho mấy chị nha. Cuối năm rồi, em tặng chi ân hết mấy chị luôn nha. Tặng chi ân luôn. Đẹp cực kỳ luôn, xây đại nha. Đẹp lắm á chị ơi. Rồi chị đã ưng cái bộ
tay xoay đại này thì chốt thì em có xoay từ 85kg về nha, thôi 80kg về đi, chừa theo cái gì luôn 80kg về. Ưng thì chốt thì em rồi sáng thì 150 luôn, rồi 150 một cái quần cực kỳ rẻ luôn chị ơi. Đó, Ưng thì chốt thì em nha, chị nào Ưng thì chốt em cho chị cái bộ đồ tay lỡ xanh ngọc. À, cho chị coi bộ tay lỡ xanh ngọc, bộ tay lỡ xanh ngọc bộ nào chị yêu ơi, xanh ngọc bộ nào vậy, bao nhiêu một bộ? Bộ này đang tặng, chị nào chia sẻ em tặng nha. Chị Thúy Vi chia sẻ giùm em đi. Chị hơi định gì nè. Chia sẻ giùm em đi chị, chia sẻ được tặng quà nha. Chị nào không chia sẻ em không tặng quà được đâu mấy chị ơi. Xanh ngọc của mày hả chị Vi ơi? Chị Vi bao nhiêu ký? Kèm số ký chiều cao là giùm em đi chị. Kèm số cao, số ký chiều cao là giùm em đi. Mẫu này em có bán luôn, đây mẫu này em có bán luôn, nhưng mà cái mẫu này em chích ra một con tặng chị, tặng cho những chị nào có chia sẻ em tặng chị nha. Rồi chị nào ưng quần thì chút quần giùm em nè. Đó, rồi chị nào đang xin chia sẻ, chị nào chưa chia sẻ, chia sẻ cho em đi để em tặng cho chị con này nha. Em chào chị Hoa Cúc Vàng nè, em chào chị Võ Thị Kim Hải nè, em chào chị Yến Huỳnh nè. Đó, rồi chị nào đang chia sẻ, đang xem chia sẻ cho em liền đi, chia sẻ liền đi để em tặng, rồi xong rồi em lên mã em bán hàng sale nè. Hôm nay sale hết với chị luôn, nhưng mà mấy chị nào có chia sẻ em cứ bán hàng sale cho chị đó, còn chị nào mà không chia sẻ là em bán giá bình thường cho mấy chị đó nha. Hôm nay free ship với chị luôn nha, hôm nay chị ơn free ship với chị nữa đó. Chị nào mua một bộ hai bộ nhưng mà có chia sẻ là em free ship hết, còn chị nào mà không có chia sẻ là em bán giá bình thường nha mấy chị ơi. Bộ đỏ tươi lắm, tươi lắm chị mới đặt màu đỏ tươi đẹp lắm. Dạ cảm ơn chị nè, em còn nhiều màu, xay một em còn nhiều màu, để một tí nữa em lên chị xem nha. Lấy cái quần đó là ok chị yêu nè, đẹp cực kỳ, nhận về mà không đẹp trả lại em nha, đẹp lắm chị ơi. Đây nói thiệt luôn á, chất giải là em bán là toàn hàng sớm không mà cực kỳ đẹp luôn. Chị nào ưng thì chốt liền em nha, phía sau nè thấy không, mặc vô quần lên bao đẹp luôn, không đẹp trả lại em, đẹp lắm. Cái này là chất co giãn luôn nha, mặc vô ngay cái đít á thì lúc đó thì nó hơi ôm, có nhiều chị mắc cười đó, mặc xong mới kéo cái đít thôi à chị ấy mà lao chật. Chưa kéo hôm nay, không lẽ cái đít này là nhỏ hơn là cái bụng này. Đó, mấy chị phải kéo qua cái đít mới biết là giờ rộng hay là chọc nha chị. Nhớ nha chị ơi, 80kg, đẹp cực kỳ luôn, nhớ không? Chút lên áo lẻ, áo lẻ hôm nay là bao la luôn, em mới về áo lẻ rất là nhiều luôn. Đó, mà ok, chốt cho chị nè. Chốt cho chị nè. Cho chị. Có màu nào nữa em, mẫu này đúng không chị ơi? Mẫu này á em đang tặng, chị nào chia sẻ em tặng, xong rồi em mới qua hàng bán nha. Nếu được tặng mấy bộ nữa. Dạ đúng rồi, mấy chị nào đang xem chia sẻ cho em hôm nay em chi ơn mấy chị là giá rẻ nè. Một tí nữa là giá rẻ bất ngờ luôn. Với lại là em free ship với chị luôn, hôm nay mấy chị mua bao nhiêu bộ em cũng free ship với chị luôn nha. Chỉ còn một ngày nữa thôi, em chỉ like một ngày thôi, ngày mai em hết like rồi nên mấy chị nào mà ngày mai nghỉ Tết rồi, tại vì hôm qua là nghỉ Tết, em tưởng em nghỉ Tết nên em sale quá trời sale luôn. Hôm nay super báo á là nó chỉ là không giao những cái miền ngoài như là Hà Nội, miền Bắc rồi thôi, còn miền Nam của mình là giao thêm một ngày nữa. Nên chị nào đang xem tranh thủ mua đi, chỉ còn một ngày duy nhất thôi, em đang sale với chị luôn, vừa sale vừa free ship luôn. Cuối năm rồi em không biết em tặng cái gì cho mấy chị nữa, bởi vì em á em mới bán hàng sale với chị rồi free ship với chị luôn, chị ân với chị luôn. Ơi tặng chị đi em yêu. Dạ ok chị Thảo này, chị Thảo đã chia sẻ cho em rồi, xong rồi chị Thảo comment trước cho em nha. Comment đầu tiên thì em cứ tặng nha, chia sẻ nhiều giúp em đi, nhiều người vô em tặng nhiều con, còn ít người vô em tặng ít con nha mấy chị ơi. Tuần sau dạ
nhà được like thêm một bữa nữa. Đó nên mấy chị vào like chia sẻ cho em đi. Em sale hàng hôm nay nữa, vừa free ship mà vừa bán giá rẻ mấy chị luôn nha. Em chào chị Hà Nữ nè, em chào chị Nguyễn Ngọc Ảnh nè. Rồi mấy chị chia sẻ cho em hết chưa? Chia sẻ hết rồi thì mấy chị chấm cho em thấy mấy chị đi. Rồi em lên em tặng rồi xong em lên nằm. Rồi ghi liền giùm em nha. Rồi chị nào có chia sẻ rồi sợ tin nhắn liền em, chị nào nhớ phải kèm số điện thoại sau lưng nha. Chị nào mà ghi mã mà không có số điện thoại sau lưng là em không chốt nha. Chị nào mà chậm tay ghi sẵn số điện thoại vô sau lưng đi, em đọc mã đưa mã lên cái nha mấy chị ơi, nhớ mấy chị ơi. Đâu rồi mấy chị chuẩn bị gần hiếm cho, chuẩn bị gần hiếm em bấm nha nha mấy chị ơi. Em chào chị Nguyễn Thơ, chị Nguyễn Thơ chọn mới vô ạ, mới vô chia sẻ cho em liền đi. Chị Thanh Mai hôm qua tặng chị không phải là giá cao quá chị ơi, cái đó là em bán cái giá bình thường của em, em bán cái giá bình thường của em. Còn những cái ngày cuối nè, ngày cuối là em tri ân, tại vì lúc trước á em đã hứa khách em á là cuối cùng là sẽ có bao lì xì hoặc là cái gì đó tặng khách em, nhưng mà bây giờ á em không đổi ra được tiền đô nên bây giờ em phải tri ân, em xả đồ nè, rồi em phải ship luôn, chứ không phải là chị mua giá cao đâu. Chị mua giá đó còn rẻ hơn mấy thuốc kháng nữa mấy chị ơi. Tại vì hôm nay, tại cuối cùng chị qua làm tưởng tôi ngày cuối cùng nên em tri ân, em xả cho khách nào mà mua ủng hộ em ngày cuối cùng đó, chứ không phải là giá cao nha. Giá không bao giờ cao chị ơi, em bán mà mấy chị em bán mà chị đừng có lo em bán cao. Tại vì ngày cuối cùng em sale thôi, em sale hàng rẻ là em sale vốn của em luôn á, sale vốn của free ship nên là em sale vốn của em luôn rồi, chứ không phải